Em chào cả nhà luôn ạ. Sáng ngày hôm nay thì mình vào xem livestream của em coi là cái đầm nào mình ưng ý nè. Bữa giờ mình thấy là ưng bụng rồi nhưng mà chưa có đặt hàng hoặc là đang đắn đo suy nghĩ. Thì hôm nay mình coi coi là cái giá nó có hợp lý chưa thì mình đặt luôn. Rất là nhiều đầm em sale cho mình là dưới 200.000 đồng không hả? Đa số bài like ngày hôm nay của em luôn dưới 200.000 đồng cho mình. Vẫn có một số sản phẩm mới hoặc là chất liệu vải nó cao cấp, giá về nó là cao sẵn rồi. Thì em cũng bán cho mình tầm hơn 200 thôi, nhỉnh hơn 200 xíu thôi hả? Đây, mẫu đầu tiên nè, 119.000 đồng luôn. Em này là của đợt trước nha, sót lại cho các chị mình có vài cái thôi, size M với lại size XL. Em còn cho mình là 6 cái size M và một cái size XL, sale luôn giá 119.000 đồng luôn. 119k mẫu đầu tiên em đang mặc đây ạ, form suông. Đây là suông nha, suông chỉ A thôi. Rồi có sẽ tà hai bên ạ. Trời ơi xinh lắm, đi tiệc đi chơi mặc đẹp lắm các chị ơi. 1229 ạ. Em chào chị Ngọc Tiền luôn nè, chào các chị đang xem live sáng ngày hôm nay của xinh xinh shop luôn. Chị Trúc ơi phải đăng mặc hả chị? Dạ không rồi, em không có size 65 rồi hết. Không phải không có mà chính xác hơn là em bán hết rồi. Chính xác hơn là em bán hết rồi chị nha. Bây giờ em chỉ còn cho mình là size M 6 cái với lại thêm một cái size XL thôi, cũng gần hết trơn rồi các chị. Tính ra là có 7 cái thôi, trong khi em về là cả gần 200 cái mỗi size. Bán hết trơn rồi nha. Nay xem 119 lấy tương tác thôi ạ. 119.000 đồng luôn. Mã số là 1229 nha, đầm suông. Đầm suông chữ A sẽ tà hai bên nè. Cái chất liệu này em nghĩ là nhiều chị thích, vải chéo Thái. Cũng không phải lần đầu tiên về mà đã về rất là nhiều cái chất này rồi. 1229 kèm xích hại kèm. Quá xinh luôn. Ai chưa có mình đặt sớm giúp em nha. 1229 nè. 119.000 đồng chị Linh Hiền size M luôn nè. Em còn 7 cái, trong đó là 6 cái size M rồi. Có đúng một cái là size L nữa thôi. 60 cái đổ về cho em là vừa nha. Chị Hồng Ngọc, đầm này chị mua rồi nè, đẹp lắm em ơi. Bữa trước chị mua hơn 200 đó. Ngày hôm nay là còn đúng 7 cái luôn. Em sẽ trương khách hàng nha. Ai mua trong live hôm nay được chốt giá là 119.000 đồng. 119.000 đồng giúp em luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nha. Em chưa hàng chị sai cho mình nè. Mã số sản phẩm kèm xếp hỏi cho em là ok. 1229 kèm xếp hỏi giúp em. 1229 ạ. M và XL nha. Còn đúng 2 cái thôi. À quên, còn đúng 2 size thôi. Bây giờ em sẽ qua nhanh nè. 1229 kèm số điện thoại. Em sẽ luôn là 119.000 đồng luôn. Ai mua trong buổi live stream này mới được tính giá 119. Chưa bao giờ sao rẻ vậy luôn nha. Trước thì cũng phải tầm rẻ lắm thì cũng có được em sao 140, 160. Chứ bây giờ là 119k là rẻ nhất rồi. 1229 ạ. Chị Hồng Anh nè, sale giá 119.000 đồng trong bài livestream này thôi. Tắt like không nhận đơn nha các chị. Khi mà em tắt đi cái livestream này rồi, em về lại giá bình thường là 300. Còn mua tại shop thì cũng đang bán là cả 350 rồi nha. Đến trực tiếp cửa hàng mình sẽ mua với giá bình thường chứ không phải là giá sale nha. Sale là chỉ dành cho khách mua online thôi. Chị Nguyễn Hương nè, 1229 ạ. Em còn 6 cái size M và một cái size XL. Chị Nguyễn Mai là 1229 nè. Rồi còn chị nào cứ thông tin ở phía dưới nha, em sẽ thay lần lượt các mẫu cho mình coi. Trong đó là có hàng mới nè, rồi có hàng sale nữa, nhiều giá lắm. Mình ưng cái nào cứ comment cho em ạ. Chị Ái Nhân chúc đơn 1229 luôn. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ qua mẫu khác nè. Ưng mẫu nào thông tin sớm phía dưới giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xếp hỏi cho em là ok nè. Rồi qua cho các chị xem thêm một em máy nữa. Mẫu này là đầm body của bên em ha. Body này là của chuyến trước nha. Đây là 1232. Body lụa cổ đỗ. Đây là cái mẫu đầu tiên. Em về là cái dạng body cổ đỗ nè. Vải lụa cho mình, rất là dễ thương. Em mặc cái này sao nó hơi rộng xíu, thành ra là nhìn nó không có được đẹp lắm. Em sẽ bóp lại cho các chị coi vòng. Hình như em chỉ còn size lớn thì phải. Cái váy này là 1232 nha. Đây các chị, 1232. Đó, body cổ đỗ cho mình ha. Chất này là chất lụa nha. Rồi hôm nay sale luôn. Ai mua trong buổi live stream sáng ngày hôm nay của shop em, 1232 còn 2 size cho mình thôi ạ. XL và 2X nha. 1232. Rồi em sale giá là 199.000 đồng luôn. Body mà bán có 199.000 đồng thôi. Body cổ đỗ nè, vải lụa nha. Tại vì còn size lớn là em mặc nó hơi rộng, còn mình mặc đúng form nó sẽ đẹp hơn. Hình như là có đính ngọc trai. Đây đính một vài ba viên ngọc trai ở phía eo nè các chị nha, phía hông nè. Đó rất là xinh cho mình ha. Màu cũng đẹp luôn, cổ đỗ đây. 1232 nha. Còn đúng 2 size chị ơi, cái vừa rồi còn size nhỏ. Ngược lại cái này nó còn size lớn nha. 55 tới 65 kg là vừa giúp em. Eo tầm 84 đổ về thôi à, tại vì cái chất này nó không có co giãn. Em không dám tăng nhiều. Eo 84 đổ về giúp em.
Chết rồi, em thấy cái váy vừa rồi nó chỉ còn có một cái size L thôi mà có mấy chị lên đơn trùng nhau rồi. Đó, em thấy có mấy chị lên đơn trùng nhau một size nha. Đây, ví dụ như trường hợp đó, em gọi có đúng một cái mà có tới hai ba chị lên đơn thì trong đó cũng chỉ có một chị được chốt thôi. Bởi vậy là mình phải đặt sớm thì cái cơ hội chốt nó mới cao. Chị Hạnh Nguyễn là 1232 đây ạ. À. 1232 nha, body. Body cổ đổ nè, nền màu xanh xanh ha. Em còn một màu nữa. Em còn hoa cúc cho mình. Đây, hai cái này là cùng kiểu nha các chị, cùng chất cùng kiểu luôn. Nhưng mà cái hoa cúc này thì em sẽ không có đính ngọc trai phần eo ha. Có mỗi cái xanh của em đính ngọc trai thôi. Còn cái hoa cúc này là trơn nha. Đây cũng là cổ đổ cho mình nè. Cầm thì nhìn thấy cái form nó không được đẹp lắm đúng không? Nhưng mà khi mặc lên người nó sẽ xinh hơn. Đó, 1231 là hoa cúc. Hoa cúc màu màu kem kem các chị nha. 1231. Hoa cúc mã số là 1231 rồi. Hiện tại hoa cúc còn 3 size, L, XL và 2X, trong đó L chỉ có một cái. Chị đặt hai đầm, sao không thấy bên em gọi chốt đơn vậy em? Chị Hành Mỹ cái bên đặt, mình đặt lúc nào vậy chị ơi? Chị cho em xin cái số điện thoại của mình để em kiểm tra nha. Hiện tại nếu như mà chị nào chưa được chốt đơn, mình có đặt hàng rồi mà chưa được chốt đơn á, mình nhắn tin cho em liền đi ha, để em rà lại cái đơn của mình. Tại vì đơn hiện tại bên em là thật sự luôn là đang quá tải các chị nha, nên là sẽ chốt cho mình hơi chậm một chút xíu. Bình thường em chốt tới tầm là 5-10 phút sau khi đặt hàng là có nhân viên chốt đơn rồi, nhưng mà hôm nay có thể là một tiếng luôn các chị nha, tại vì đơn rất là nhiều. Nhưng may nhanh nhanh thì 15 phút, còn không thì phải cả nửa tiếng sau mới được chốt đơn. Nên là các chị thông cảm giúp em ha, đang đơn đang quá tải, tin nhắn cũng bị quá tải luôn. Chị Ti Nguyễn nè, đây 1232 chị ơi, xanh là 1232. Chị nào cần gấp thì mình gọi điện vào số hotline của shop em, còn nếu mà không gấp thì mình cứ nhắn tin cho em ạ. À. Chị Linh Phạm, đầm này đẹp, chị có mua rồi, dạ cảm ơn chị nhiều. Đây hai màu cho các chị lựa chọn, đồng giá là 199.000 đồng. Em có hoa cúc nha, nền đen hoa cúc là 1231, nền đen hoa cúc là 1231, còn em đang mặc đây là 1232 nè. Đầm body ha, có sẹo tà phía sau lưng rất là đẹp luôn. Di chuyển thoải mái bình thường các chị ơi, đi đứng bình thường có sẹo tà mà. Chất lụa chị nha, hai cái body này là vải lụa, 199.000 đồng cổ đổ. Cái mẫu này là đầu tiên về cổ đổ luôn. Xong rồi chuyến sau là cái đợt hàng mới này nè, em có về thêm hai cái body cổ đổ nữa. Nhưng mà may cái chất khác nó có co giãn hơn. Còn hai cái mẫu này là size chuẩn giúp em nha. Eo 84 đổ về, 1231 là hoa cúc, 1232 là em đang mặc trên người đây. Đồng giá 199k luôn nè. Rồi, đồng giá 199.000 đồng nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. Em chưa hàng chưa sao giảm giá nè. Mã số sản phẩm kèm xứng loại cho em là ok nha. Đẹp không? Trời ơi, cái form này chẳng qua là em mặc nó hơi rộng quá, nó không có đúng cái form. Chứ bữa trước em mặc đúng cái form của em hả? Khách khen quá trời, ai cũng khen. Chị nào mà mua cái đầm này rồi là em thấy ai cũng khen hết trơn á. 1232 là em đang mặc, và 1231 là cái hoa cúc nha. Rồi xong, bây giờ em qua mẫu nè. 1229 là chị Tài Nguyện nữa nè. Rồi cái 29 vừa rồi đầu like em mặc là nó chỉ có hai size, trong đó là XL chỉ có một cái thôi, còn lại là size M hết. Nên nếu mà chị nào đi đặt XL thì chỉ có một cái thôi nha. Rồi chị Nguyễn Thị Thao ơi, có vấn đề gì vậy chị comment giúp em ha, để em coi coi là vấn đề gì. Em thấy chị comment là tôi quá bực thôi, nhưng chưa chưa hiểu vấn đề lắm. Chị có vấn đề gì về đơn hàng hay là về nhân viên bên em, hay là có vấn đề gì đó, mình cứ comment cho em hoặc là nhắn tin qua cho shop, sẽ có các bạn hỗ trợ luôn nha. Rồi 2954 size L, hết size L. Em còn size M với L chị ơi, cái mẫu đang xe 119k đó, nhưng mà em hết mục tiêu rồi. Rồi, tiếp tục em qua mẫu khác nè. Để em xíu nha. Rồi, lên cho các chị xem thêm một số em váy khác cũng rất là đẹp. Mẫu này là một à. Đây là 1199 nè. À quên quên, 1198 nè. 1198 nha, đầm lụa các chị nha. Đây váy lụa. Váy lụa sale cho mình luôn là 149.000 đồng luôn. 149k nha. 1198 kèm số điện thoại giúp em. Váy lụa nha cả nhà, full size, mỗi size ta còn tầm 16, 18, 20, 24. Rồi. Rồi.
Em chào chị chấm nào mình yên nha. Rồi em đang mặc đây là 1198 nha cả nhà. 1198 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Đây có full size cho mình. Mà đặc biệt thêm có 150 thôi hả? Các chị tin được không? Hàng mới về luôn, hao vải lụa đàng hoàng. Đẹp như vậy sao 150, trời ơi đặt sớm thôi chứ nó hết rồi. Gần hết rồi các chị nha. May tay xòe rộng cho các chị nè. Mặc em này là không lo chật tay luôn. Còn nếu như là ai thích kiểu này hoa này mà không thích cái tay nó rộng quá thì mình có thể về nhà mình sửa lại giúp em ha. Đây về nhà có thể sửa lại giúp em nha. Sao bảo còn size L mà? Đâu có đâu chị Tài Nguyễn, em mặc em có giới thiệu lắm, nó chỉ còn size M với L mà chị, ai bảo chị còn size L? Ai bảo còn size L chị ơi, em giới thiệu rõ ràng là còn size M và XL chị nha. Lúc nãy khi vào mặc, bởi vậy khi em mặc cái đầm nào em giới thiệu nó kỹ càng thì mình nên đặt luôn. Chứ để hồi qua mẫu khác mình lại quên cái mã số hoặc là quên cái giá tiền này kia thì rất là mất công là phải giới thiệu đi giới thiệu lại nha. Mình tập trung em mặc cái nào đặt luôn cái đó. Vừa rồi em mặc 1229 nó chỉ còn có size M 6 cái và một cái size L. Em có giới thiệu rõ mà chị ơi. Ủa gây rối tôi. Làm sao chị Nguyễn Thị Tha ơi? Em vẫn chưa hiểu lắm, ý là livestream của bên em gây rối chị hay sao ạ? Ủa nếu mà chị không thích mình có thể không xem cái live này, mình có thể thoát ra ngoài được mà chị. Em đâu có bắt chị vô coi đâu, tự nhiên sao chị vô coi? Mới sáng sớm em mở livestream lên luôn, mới mặc có ba cái đầm thôi. Chị không thích mình có thể khỏi không xem cái live này của em nha. Không thích mình có thể bỏ qua được mà chị, không cần phải vô comment thế này thế kia ha. Rồi đây là 1198 nè. Đây 1198, 65 cái độ về cho em luôn, 150 nha. Mua trong live này là 150. Mua trong live này là 150 nha các chị, 1198 nè. 1223 hả chị? Đây 23. 23 100 hình như là 107 để em xíu. 1223 chưa có mặt chị nha. 1223. 169.000 đồng. Ủa, chị hỏi cái 23 hay là cái 32? Tại vì hồi nãy em có mặc cái body là 1232 nha. Đây, hoa cúc là 1231, còn cái xanh là 1232 nè. Coi chừng nhầm mã nha cả nhà. Mình chỉ còn sai một con số là nó qua cái mã khác liền nha. Đây mới là 1232 nè chị. Rồi, em đang mặc đây là 1198. Bởi vậy bây giờ em mặc cái đầm mình đặt luôn, mình đừng có chờ cái chị ơi, hồi nửa tiếng sau quay lại là không nhớ cái đầm nó mã gì là em bó tay chấm con đó. Đây là 1232 nha, body màu xanh 1232, còn cái hoa cúc là 1231 chị nha, cho em xin đúng cái mã đi ạ. Rồi đang mặc là 1198 nè, full size cho mình luôn, 149.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn luôn, em chừa hàng chừa size cho mình nha. Khỏi coi luôn. Rồi 1198 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Vải lụa ha, sale cho mình luôn là 149.000 đồng. Em mặc cái màu vàng. Cái màu vàng. Cái này hả chị? Đây đúng không? Rồi ok, đợi em xíu. Sau cái này em lên cái vàng cho chị coi luôn. Rồi em sẽ móc cái khác ở phía sau. Đây. Hoa cúc trắng gần xanh nè. Em có nhiều cái vàng lắm nha. Đợt này về rất là nhiều cái màu vàng luôn á, tha hồ cho các chị coi lựa luôn. Rồi đang mặc đây mã số là 1198 nha. Rồi mã số sản phẩm kèm xíu lại giúp em nè, chị Hồ Nguyễn đợi em xíu nha, tầm 1 phút nữa em qua cái đầm này em sẽ mặc cái vàng cho chị coi. Số đo em hỏi cô Thúy Mai lên. Tại vì bây giờ nè, mỗi một cái đầm nó sẽ có số đo khác nhau và đầm nó co giãn nhiều hay ít. Với lại là khi các chị mình đặt hàng á thì em sẽ tư vấn size cho mình sau. Còn bây giờ mà em đứng đây và giới thiệu mà kỹ về từng cái số size của từng chị thì nó sẽ rất là mất thời gian. Một đầm em mặc chỉ có 3 phút, 5 phút thôi hà. Mình nhắm chừng giúp em như cái váy này em giới thiệu là full size cho mình, từ 40 cho tới 65kg và eo 84 độ về. Thì bây giờ mình cứ đặt hàng cho em trước thôi. Mình ưng thì mình cứ đặt hàng. Xong rồi một hồi nữa các bạn bên em gọi điện thoại tới cho mình hỏi về cái số ký chiều cao cân nặng riêng, khi đó sẽ tư vấn sai cho mình rồi mới chút đơn ha. Chứ bây giờ em mà giới thiệu từng chị là không có thời gian đâu. Chị Vân Thảo chút đơn 1198 ạ. Đây, ai 65 đổ về cứ đặt hàng cho em đi. Quan trọng là bây giờ thích cái đầm này hay không thôi, chứ còn mặc vừa hay không là được tư vấn sai sau nha. 1198 kèm số điện thoại giúp em nè. Sale còn là 149.000 đồng, nhắm mắt cũng mua được luôn các chị, quá rẻ luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Rồi, eo thì bên em nó sẽ tùy vào từng đầm. Ví dụ như đầm này, những cái đầm không có co giãn nhiều, eo 68 độ về là size M, 74 độ về là size L, 78 độ về là XL và 84 độ về là size 2X. Đó, còn khi mà co giãn là tính riêng, co giãn là tùy mẫu nữa. Rồi bây giờ qua cái màu vàng nha. 65 cái độ về cho em nha cả nhà. Màu vàng để em coi còn full size không ta. Màu vàng là 1272. Mẫu này là mới về luôn nè. Em đang sale là 249.000 đồng.
Đây nha, màu vàng. Đó, muốn em mặc cái nào phía sau cứ comment ở phía dưới cái màu hoặc là cái mã mặc cho mình coi nha. 1272 nè. Rồi full size màu vàng cũng full size luôn. 1272, sale 249.000 đồng. 249k nha cả nhà, 65 kg đổ về cho em là vừa nha. Rồi. 40 cho tới 65 kg đổ về nha cả nhà. Body bao nhiêu hả chị? Body, hai cái body vừa rồi giá là 199k chị nha. Cái xanh với cái hoa cúc vừa rồi em mặc của Đỗ Lũa là 199.000 đồng hết. Hoa cúc là 1231. Còn cái xanh em mặc là 1232 nha. Đó, hai cái đó đồng giá cho mình luôn. Rồi, bây giờ các em mặc cái đồng này nha. Màu vàng. Em đang mặc đây là màu vàng cái chị nha. Cái này cái cổ Đỗ nó rộng quá, móc lên cái thì bị rớt không à. Không phải là chị Hậu Nguyễn là biết sao không, người đẹp vì lụa chị, mặc cái đồng đẹp lên là mình cũng đẹp lây luôn hà. Em mặc cái này các chị thấy đẹp đúng không, thì về nhà các chị nhận hàng mặc cũng đẹp giống em thôi, nên mình yên tâm nha. Không tin mua thử cái đi, lựa cái nào rẻ rẻ mua cũng được. Cái đồng em mới mặc xong sale có 150 đó, mua thử em giao về tận nhà cho mình ưng ý thì lần sau mình mua tiếp nha, chứ không có bao nhiêu tiền hết trơn. 100 mấy mà để coi thử sản phẩm của shop đó đẹp hay là chất lượng hay không cũng không đáng bao nhiêu các chị. Còn ai mà vẫn sợ thì cứ thể là qua trực tiếp cửa hàng em mua cũng được luôn. Rồi đây là 1272 nha. Đẹp chưa? Màu vàng nha cả nhà. Cái kiểu này là không phải cổ tim đâu nha, cổ chéo á. Đây, chéo từ bên này qua bên này luôn. Nhưng mà em đơm nó lại rồi. Ai sợ hở đơm lại giống em. 1272 sale còn 249k. 249.000 đồng. 65 kg đổ về cho em là vừa nè, full size luôn. Cái này là vải lụa nha cả nhà, đầm lụa nha. 249.000 đồng, hàng mới về của nhà em. Có túi hai bên nè, cái hoa này các chị nhìn cái họa tiết nhìn rất là sang. Vàng đen đen kết hợp nè, nhìn sang cực kỳ luôn. Em còn một một cái họa tiết tương tự như vậy, màu trắng đen. Em chưa có mặc nhưng mà cái đầm nó cũng đẹp lắm. Đó là ta. Đây. Hôm trước em về cái vàng này nè, là khách em rất là thích cái hoa văn này, nói em là lần sau về thêm. Thì đây em có về thêm màu trắng đen được không? Trắng đen mang kiểu khác nha, trắng đen ở trên cổ là có đính ngọc trai. Em mặc thì cổ chéo trơn thôi, không có đính gì hết. 1272 nha. 1272 kèm xích lại giúp em ạ. À. Chị đã... Vậy hả chị Hậu Nguyễn? Vậy không, màu này không có cổ vuông nha, cổ vuông có màu khác. Còn màu này có đúng một kiểu là cái cổ đắp chế mặt thôi. 1272 kèm số điện thoại giúp em ạ. À. Đầm của shop có mắt đôi em la. Vậy hả chị, chỗ nào mình yên đúng không? Rẻ đúng không chị? Thay vì nhiều khi em nói là mua mấy cái sale sale, thật ra mấy cái không sale cũng rẻ. Mấy cái mới về bán cũng có 299.000 đồng thôi. Nhiều khi mấy chị nói là giá mắc, nhưng mình đừng có so với hàng chợ, mình so với hàng shop khác giúp em nha. Chứ nhiều chị đi chợ mua cái đầm trăm mấy về mặt nhưng mà nó có được như em đâu. Chất lượng mình phải coi cái chất lượng nè, cái vải như thế nào. Hàng nhà em vải xịn về cho mình luôn, rồi em may cho mình là kỹ lưỡng từng cái đường kim mũi chỉ cho mình. Đây các chị coi nè, vắt sổ cho mình rồi may ép biên các kiểu luôn các chị nha, may rất là kỹ từng đường kim mũi chỉ luôn, chứ đừng có so với hàng chợ các chị, mình phải so với hàng shop khác. 1272. Rồi chị Ngọc Lan chúc đơn 1272 luôn, 65 kg đổ về cho em là vừa nha. Rồi mã số sản phẩm nè, mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là ok nha. 1272 MLXL và hái luôn nào, full size cho mình luôn. Ai chưa có cứ đặt hàng, em chưa hàng chưa size đây. Đầm nào cũng đẹp, xem là muốn mua. Cảm ơn chị Lan thật nha. MLXL và 2X ạ. Đây chuẩn bị qua mẫu rồi, mình nhìn kỹ giúp em ha. Cái họa tiết rất là đẹp, những cái họa tiết mà nó lạ mắt như vậy đi hàng rất là nhanh. Mấy cái hoa khác thì không nói, còn mấy cái họa tiết mới như vậy về đi hàng nhanh lắm. Chị Thí Hừ chúc đơn 1272 luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. 65 kg đổ về cho em là vừa luôn ạ. Chị nào chưa có cứ lên đơn, em chừa hàng chừa sai giảm giá, mua trong live mới được tính sale, còn mà tắt live không tính, hoặc là qua shop mua là giá khác nha. 1272 kèm xếp hỏi cho em nè. Rồi qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. Đây mặc mũ nào đi tặng. Rồi lên cho các chị xem thêm một em váy nữa cũng đang rất là hot tại shop em luôn. Đây là mã số 1206, mẫu này hôm nay lẻ size rồi. Em đang sale cho mình luôn. 1206 vải lụa các chị nha, nền vàng hoa màu đen. Em này thì hôm nay cũng gần hết rồi. À, vì em về là của lô trước ha. 1206 nè.
Em còn đúng là 19 cái size XL, XL nha các chị, 19 cái size lớn nhất luôn. Vậy là tầm 57 tới 65 kg là vừa cho em luôn. 57 tới 65 kg là mặc vừa. À, đầm của shop mình rẻ nhưng đức chất, chất từ vải đẹp từ đường kim mũi chỉ may kỹ và đẹp từ lớp lót bên trong. Đó, chị chỗ nào mà riêng là thay lời muốn nói của em luôn á. Cảm ơn chị nhiều nha. Em mượn cái comment ghi ở phía dưới đi. Đó, đầm 99 hả chị có. Ngày nào cũng có đồng 99.000 đồng nhưng mà chị mình không có chia sẻ like cho em. Chị nào vô cũng muốn mua hàng sale hàng rẻ hết mà không ai chia sẻ like hết trơn. Làm sao em chốt đơn được? Bắt buộc luôn, không chỉ đi đồng 99k đâu mà trăm mấy, 200 mấy hay là 300 mấy cũng vậy. Mua cái nào cũng phải có lượt chia sẻ giúp em hết trơn á. Từ đầu của livestream, mình cứ vô xem like chia sẻ cho em 3 lần ha. Mua 10 mẫu cũng chia sẻ 3 lần mà mua một mẫu cũng chia sẻ 3 lần giúp em nha. 1 1206 nè, để hồi em coi coi lượt chia sẻ phải tăng lên xíu nữa em mới lên đồng 99 được, còn không em không có lên được. 1206 nè chị tí muội, 1206 đẹp lắm, dạ cảm ơn chị nhiều. Em này là hôm nay còn size lớn thôi, 57 cho tới 65 kg vừa nha cả nhà. Size này là size 2XL, em còn size lớn cho mình nha. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn. Cho cái bàn này cho nó nổi đi. Rồi 65 cái đổ về cho em là vừa luôn nè. Chị nào chưa có lên đơn nha, 1206 kèm xếp hả chị em ạ. 1206 kèm xếp hả chị em là sale luôn còn à. 219.000 đồng cho các chị mình luôn. Size này size 2X nha. Em còn size lớn á, trên cổ đính nút nè, ba viên nút ở phía trước nè, rất là xinh. 1206 vải lụa nha. À rồi 199k đi, 199.000 đồng luôn. 1206 sale còn 199.000 đồng. Em còn size cỡ tầm 55 hoặc là 57 trở lên thì vừa 65 đổ về hoặc là eo 84 đổ về thôi. Còn nếu mà 50 kg mặc thì có thể nó sẽ hơi rộng một chút xíu. Được thì mình về bóp eo giúp em nha. Còn giờ em còn size lớn thôi. Giờ còn mỗi size 2XL thôi hả. Chị Tường Vi chốt đơn 1206 nè. Màu vàng hoa màu đen nha. Chuyến này em về là nhiều màu vàng lắm. Vàng tươi, vàng nghệ này kia rất là nhiều. Em đang mặc là vàng nghệ. Cái này mới là vàng tươi nè các chị. Đó, nó khác nhau liền đúng không? Bên này là ren mới là vàng tươi. Còn em mặc là vàng nghệ không có kén da đâu ạ. À. Ai cũng mặc được. 1206, 199.000 đồng luôn. Một hai không sáu 199k nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nha. Rồi mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nè, 1206 nè. Mã hàng kèm xếp thoại cho em luôn. Có đồng 50 kg hả chị? Có. Nhiều đồng 50 kg mặc vừa lắm chị ơi. À, hôm nay em có đồng cho mình là từ 40 cho tới 65 kg là rất là nhiều. Còn một số mẫu là có thể tăng lên 70 kg vừa luôn chị. 50 là bình thường, 50 là rất là nhiều đồng luôn. Cái này thì em chẳng qua bán hết rồi, không phải không có mà em bán hết rồi nha. Để em lên cái khác mua sao cho mình coi. 1206 nha cả nhà, sale giá là 199.000 đồng. Em chỉ còn cho mình size này là size 2XL thôi. Rồi để em lên cái khác full size cho mình coi. Mình thích đầm xòe hay là đầm ôm hay là đầm suông, màu tươi, màu tối gì thì comment cho em biết để em lựa nha. Đây, lên mẫu khác nè. Rồi. Đứa nào ho đấy? Nhì. Lạnh đó hả? Tới bình thường mà trời. Nhiêu đậu vậy ta? Có 21 chứ mày. Rồi em này mới về full size các chị ơi, em này mới về full size luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng ha. Chị nào muốn mua đồ của shop nè, thích xem livestream hoặc là vô đây cho vui thì cứ xem live của em nha. Còn ai mà kiểu như là thôi không thích cái kiểu này, thôi shop này không phải gu của mình, thôi mình không muốn mua đồ thì mình có thể là nhẹ nhàng ra khỏi cái livestream của em chứ không cần phải để lại lời lời nặng nhẹ nha các chị. Nhiều chị là vô tự nhiên cái chửi em mà em không làm gì sai luôn á, tự nhiên livestream thôi cũng bị nói rồi các chị ơi. Rồi đây là 1243 nha. Đây full size nè, mẫu này full size hàng mới về của nhà em luôn. 65 kg đổ về cho em là vừa nha. À có đầm, đầm gì đây ạ? À? Đầm chị Hương Nguyễn ơi, đầm body đúng không? Bobby, body đúng không chị? Chị muốn hỏi đầm body hay sao ạ? À? Có body luôn. Hồi nãy cũng có mặc hai cái body lụa đó, để hồi em mặc cái body mới về nó sẽ có độ co giãn hơn nha. Body đúng không? Ui trời. Sao vậy? Sao tự nhiên cái nhã vậy? Đừng có làm sợ nha.
Rồi. Em đang mặc đây mã số là 1243 nha cả nhà, 1243. Ngày hôm nay sale cho các chị mình luôn nè, 239.000 đồng thôi. Full size cho các chị luôn, hàng này mới về nên là full size nha. 65 kg đổ về cho em là vừa, chị nào chưa có cái lên đơn. 1243. Rồi 239.000 đồng full size, có dây cột eo, váy này không có túi. Nhưng mà bù lại thì có hai cái dây cột eo, mình có thể cột trước hoặc là cột sau nha. Màu này nhẹ nhàng nè chị, thích màu nhẹ nhàng thì em có đầy, xanh đen gì cũng có lắm. Còn mà thích tươi nổi hơn thì vàng, đỏ hoặc là tím nè, rất là nhiều đầm nổi nha. Còn em đang mặc thì nó nhẹ nhàng thôi. 1243. Em đang không cảm sáng. Dạ ok, giờ chỗ nào mình đi, tự nhiên em không hiểu được luôn á, tự nhiên cứ vô nói này nói kia hả. Em hết hồn, tưởng chỉ mua đồ có vấn đề gì em còn hỗ trợ, đầm này là không thích xem livestream. Rồi, em đang mặc là 1243. Tại vì nhiều khi á, là livestream của shop em là em sẽ hiện ở trên Facebook rất là nhiều nơi, cái đó gọi là quảng cáo các chị ha, thì rất là nhiều chị khách mới sẽ tiếp cận được livestream của shop. Thì trong đó cũng có một số chị là mua, một số chị là không thích mua chẳng hạn, thì không thích mình có thể không xem giúp em nha. Rồi, em đang mặc là 1243 nè. Còn chị nào mà làm việc ở nhà hoặc là công việc hôm nay chưa có khách, mình có thể ngồi xem livestream nha. Cái nào thì nghĩa qua coi thử, không thích thì mình để đó, hồi em mặc cái khác mình lại nghĩa qua coi. Rồi 1243 nha, 65 kg đổ về cho em là vừa luôn. Đẹp như vậy sao có 239 à. Màu này nữa, màu mà xanh hoa trắng, em có hai màu. Cái xanh hoa trắng này thì rẻ hơn nha. Cái này thì có 199k thôi nè. Này là chưa tăng giá, vẫn còn đang sale 199.000 đồng. Xanh nó tươi hơn một chút xíu, hoa nó to hơn một chút. Em mặc thì xanh hoa nhí nha. 1243 là màu của em, 239.000 đồng. 239.000 đồng nha cả nhà, rất là xinh. Em đang cột cái dây ở phía sau nè, còn ai thích thì cột phía trước cũng được ha. Xanh nha, ở phía trên này có đính nút nè, đó, 1243. Hello chị Đậu Đậu nha. Rồi ai đang xem live chấm vào tương tác giúp em ạ. Nhiều khi em nói với chị khách là chấm vào tương tác giúp em là để tăng cái lượt tương tác giữa khách và shop thôi, chứ đâu có bắt buộc là phải làm như vậy. Nhưng mà ai muốn tương tác với shop thì cứ lâu cứ chấm bài. Tại vì nhiều khi mấy chị khách không có tương tác á, mình đặt hàng em không có thấy, em không có chốt được cái đơn của mình là do không thấy đơn thôi. Và em hay kêu khách là tương tác với shop để mình còn thấy được cái livestream, hoặc là mình đặt hàng còn thấy một chút đơn nha. Chị Lệ Trần chút đơn 1243 nè. Rồi xong ha. Qua cái khác nha, em này là full size nè, 65 kg đổ về cho em là vừa luôn. Ủa sao đơ rồi. Đổ về cho em là vừa luôn nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. Tiếp tục bây giờ qua mẫu khác nè. Ở phía sau em có nhiều mẫu đầm lắm, cứ muốn coi cái nào thì comment cho em biết, em mặc cho mình coi nha. Còn không thì em sẽ mặc đầm ở trong này. Ở trong này cũng còn nhiều đầm đẹp lắm. Giờ lên sơ mi nha. À nãy giờ chưa mặc sơ mi nè. Em có cái sơ mi này cũng rất là xinh. Đa số hôm nay đều lẻ size nha các chị, còn ít đầm mà full size lắm. Còn lại là lẻ size không hạt, mới về cũng lẻ size luôn rồi. Em này thì hôm nay cũng lẻ size, hình như còn size lớn thôi. Đây là 1237 nè. Sơ mi lụa nha, đầm sơ mi lụa. Hôm nay sale cho các chị mình luôn 229.000 đồng. 1237, rồi đúng luôn còn 3 size. 50 cho tới 65 kg vừa nha. Có 1159 mờ cho em. 159 là gì vậy? Chứ không. Mờ hả? Đây em mặc nó hơi rộng xíu nha các chị nha. Em còn size lớn thôi. Trái thơm đây. Hết size M rồi hả? Rồi em đang mặc đây là 1237 các chị nha. Em đang mặc là 1237 cho mình luôn. Sale cho các chị mình đây còn sao nó cứ bị đơ đơ vậy ta. Sale cho các chị mình luôn còn 229.000 đồng nha. Chất liệu là vải lụa, sơ mi lụa nè. Em hết size lớn, em hết size nhỏ rồi. Bây giờ mặc nó hơi rộng xíu. Chị nào tầm 50 cho tới là 65 kg vừa hơn nha. 1237 giúp em, 229.000 đồng. Ai chưa có cứ lên đơn luôn. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình. Em chưa hàng chưa size giảm giá cho mình nha. Cho xem đầm da béo. Da béo. Đây đúng không chị? Da béo đúng không? Rồi ok, đẹp xỉu nha, xong cái đẹp lên luôn. Da béo này hôm nay cũng còn nè, mà cũng gần hết rồi. Ủa 1086 là gì chị? Hả? 1086. Không biết, chị không có mặc mấy cái đầm sale. Hỏi Trinh á, hỏi Kiều á. Rồi em đang mặc đây là 12
1237 các chị nha, 1237 nền xanh hoa cúc cho mình, nền xanh hoa cúc rất là to luôn, cực kỳ dễ thương luôn nha, có cổ sơ mi nè. Đó, ai chưa có cái đặt hàng cho em nha, túi hai bên cho mình luôn. Rồi, full size chị ơi, full size chị nào. À quên. 3 size 50 đến 65. Con kia làm gì uống éo vậy? 50 đến 65 kg là vừa nha. Em còn 3 size cho mình là L, XL và 2X. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ. À. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. 3 size nha cả nhà, 50 đến 65 kg nhá. Chị nào chưa có cứ lên đơn ạ. À. Xíu nữa có gì bên em sẽ tư vấn size cho mình ha. Mạng gì mà yếu vậy ta? Các chị xem like có thấy rõ không các chị ơi, hay là có bị mờ không? Lâu lâu mình báo cho em biết nha, tại vì nhiều khi rớt mà em không hay á. 1237 nha các chị. Đầm sơ mi lụa mà nền xanh hoa này nè là 1237 nha. Chị Huỳnh Khánh là chúc đơn 1237 nè, rồi ok luôn. 65 cái đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng. Rồi để em xíu nè, mặc qua cái da beo. Beo thì full size nha. Beo này thì em mới về thêm tới cả chục bao nữa, là có cả trăm cái được luôn á. Về là cả trăm cái size lớn rồi. Còn size nhỏ thì không có về. Nên là để em coi coi nó còn không. Để em xíu nha. Mẹ có tới 4 cái đầm beo lận nha. Không chỉ đi cái đó đâu, còn mấy cái nữa. Để em chia cho các chị coi. Ui trời. Rồi em sẽ lên cái beo ở phía sau trước nha. Lên cái beo nâu cổ chéo trước. Em còn beo trắng, beo sơ mi với lại cái beo vàng mới về. Nào vô mình đựng nó một cái. Thương quá là bắt về nuôi đi. Bắt được bắt rồi đó. Rồi em đang mặc là cái beo nâu cổ chéo trước nha. Đầm này thì em sale cho mình là 299.000 đồng. Đây, em còn beo sơ mi nữa nha. Rồi em chào chị Huỳnh Nga nha. Đây em có beo sơ mi cho mình nè. Đây, beo sơ mi em đặt là cái beo màu nâu ha. Em còn beo sơ mi mới đeo lên. Rồi cái beo vàng mới về nè. Đây là beo vàng vừa mới về hàng thêm. Beo này thì hơi to hơn xíu. Đó, beo vàng mới về với một cái beo trắng. Beo trắng một loại ta. Một cái tiếng nâu là gì thế? I don't know. Một cái beo trắng rồi hả? Rồi. Em đang mặc là 1222 các chị nha. Beo này beo nâu trước nha. Beo nâu của đất chéo nè, mã số là 1222. 65 cái đổ về cho em là vừa luôn nha. Đầm da beo phong xòe cho mình rất là xinh. Ở phía eo thì có đính thêm vài viên ngọc trai cho mình. Đây ha, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi đây là 1222. Em còn cái beo màu trắng mà chưa thấy. Đó, 90 phải không? Cái gì? Đúng rồi, nó 90 á. 1219 phải không? Cái này bố có một cái nữa không biết. Rồi đây em có hai màu cho các chị lựa chọn nè. Em hối hộ chị đặt một tuần chưa thấy hả chị? À ok chị Nhung Nhung ha, để em coi coi là hàng mình đi chưa. Rồi ok chị Nhung nha, để em xíu nè. Bữa giờ em thấy là hình như giao hàng nó hơi lâu một xíu hay sao á. Kiếm gì em? Cho mấy cái gói nó có mã không? Chứ bó tay. Chị Nguyễn Nhung Nhung. Mã mấy? 600. 600 Kiều. Kìa báo giá hỏi nó lắm. Rồi em đang mặc đây là 1222 nha cả nhà. 1222 nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Đây cái mẫu này ha, thường trong mấy cái bịch này là có mã đó. Có không? Không có thì bó tay. Hay là nó mặc ở trên đó đó. Rồi đây ạ. Da beo các chị ha. Beo trắng là
Bèo trắng là 1192 nè, bèo trắng là 1192. Chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em nè. Bèo trắng mã số là 1192 cũng sale 299.000 đồng luôn. Cả hai cái đồng này vậy là tính ra là full size cho mình và đồng giá là 292. Mấy cái bèo khác cũng vậy, cái bèo sơ mi với lại cái bèo vàng mới về cũng vậy luôn. Bốn cái đồng bèo thật là trùng hợp để nó cùng chất liệu vải lụa đúng các chị, và cùng cái giá tiền luôn là 299.000 đồng. Bây giờ mình chỉ cần lựa cái kiểu thôi. Ai muốn mua bèo cổ chéo thì em có hai màu nha, hai này y chang luôn. Hai này y chang luôn, từ form tới chất luôn các chị coi nè, cũng đính ngọc trai cho mình nè. Chỉ khác mỗi cái màu sắc thôi. Bên này là bèo nền trắng là 1192, của em đang mặc là 1222 nha cả nhà. Có full size cho mình từ 65 cái độ về luôn. Size lớn thì còn cả trăm cái mới về, còn size nhỏ thì em chỉ còn mỗi size tầm mười mấy cái thôi. 1222 là bèo màu nâu nha. 1222 là bèo nâu. 1192 là bèo trắng nha cả nhà. Chưa có mẫu nào cứ đặt sớm giúp em đi ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình. À rồi. À chị Nhung Nhung ơi, cái đơn của mình nó đang bị là delay á chị, tức là nó chưa có giao hàng được cho mình á. Để có gì để bên hồ em hối cái bên giao hàng cho mình ha. Chị thông cảm giúp em nha. Rồi, bèo em mặc là 1222. Chị nào mà chưa nhận hàng được, mình có thể nhắn tin cho shop kiểm tra, hoặc mình có thể là gấp á, thì mình gọi điện vào số hotline của shop ở phía trên Facebook của Trang là có cái hình bìa, mình bấm vào đó là có địa chỉ shop và cái số hotline, mình có thể gọi vô giúp em là trường hợp gấp nha. Còn ai mà bình thường không cần gấp quá thì mình nhắn tin giúp em ạ. À. Rồi, em đang mặc là 1222. Đầm ren vàng hả chị? Ok, đẹp xíu nè. 40 cho tới 65 ký độ về vừa nha. 22 cho chị Nhi Nguyễn nè. Chị lấy mẫu em đang mặc rồi, ok chị Mai Ngọc Vy luôn. Em mặc là bèo nâu, bèo nâu là 1222. Cái này thì nếu mà chị nào chờ sale á không có đâu. Tại vì em về rất là nhiều rồi, em về là đợt này là đợt thứ 5, thứ 6 gì rồi. Những đợt trước bán hết luôn cũng là 299k. Đợt này cũng vậy, em mới về thêm nữa nè, cũng 299 á, giá đó giờ vậy rồi, không có giảm được đâu. Bởi vậy ai mà đang chờ thì mình chỉ có đặt sớm thôi, chứ trường hợp nó gần hết hàng. 1192 là bèo trắng nha. Cái này cũng đẹp. Để hồi em mặc cho các chị coi, lên form thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn cầm nhiều khi là chưa thấy đẹp lắm, mình lựa cái màu thôi ha. 1192 là bèo trắng nha. Của em đang mặc là 1222 nha cả nhà. Rồi qua cái ren vàng đúng không? Cái ren vàng này là size M. Đúng rồi em ta. Đúng rồi. Rồi 65 cái đổ về cho em nha cả nhà, 299.000 đồng. Bốn cái đồng bèo là đồng giá luôn, nên là mình chỉ cần lựa mẫu thôi, lựa kiểu thôi, chứ còn giá tiền thì nó bằng nhau ha. Rồi qua mẫu khác nha. Để em qua cái ren vàng cho chị coi nha. Ren vàng là 1251 cũng hết hàng, gần hết hàng rồi. Đây là còn hai size thôi, 1251 nè. Rồi, em mặc là ren vàng các chị nha, nhìn là thấy trẻ liền đúng không? Mặc lên trẻ đang mấy tuổi luôn á. Ai mà không ngại nổi xíu hoặc là thích mặc cho nó trẻ trung á thì lựa cho em cái váy ren vàng này ha. Tại vì nó sẽ có nhiều cái gu khác nhau mà, đâu phải chị nào cũng thích giống nhau đâu. Giống như cái da beo này nè, đó thì rất là nhiều chị khách bên em thích. Nhưng nó vẫn có một số chị là không thích mặc beo chẳng hạn, đó là tùy ý mình thôi. Bởi vậy ai muốn sang xíu thì cứ chọn da beo hoặc mấy cái đầm tối tối chút á. Còn ai muốn nổi hoặc là trẻ trẻ thì chọn cái váy này của em ha. 1251, bao trắng bao trẻ luôn. 65 cái độ về nha. Em còn hình như size lớn. 1251 nha cả nhà. Ren vàng đầm hai lớp, ren là phải hai lớp rồi. Rồi còn hai size luôn, hết size nhỏ rồi nha các chị nha. Đây các chị coi cái hoa văn giúp em nè. Đó, đầm ren nha các chị, hoa văn nhìn rất là đẹp nhưng mà nó bị xuyên thấu. Bởi vậy phải cần lót ở phía trong ha. 1251 là ren màu vàng nha. Em còn hai size cho mình, 55 tới 65 kg vừa. Rồi 55 tới 65 kg là vừa giúp em luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nha. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình. Xin hai cái chị đi chơi đi tiệc này kia ha, phối theo một cái túi vào hoặc là một cái kề áo hay là một cái thắt lưng vào cũng được. Đơn hàng ngày hôm nay 600.000 đồng, em sẽ tặng kèm là ai em sẽ miễn ship cho mình. Tổng đơn 59600 em sẽ được miễn phí vận chuyển về tận nhà luôn nha. Còn quà tặng thì hôm nay là em ngưng rồi, tạm hết quà tặng nha. Đơn 600 miễn ship luôn ạ. À. Rồi đang mặc là 1251 đầm ren. Có túi nha. Đây đầm ren xòe hai lớp có
túi hai bên luôn. Hôm nay em hết đất lưng rồi chứ không thôi là đeo vô cho các chị coi nó cũng rất là đẹp. Mấy cái mẫu trơn trơn như vậy mình phối kèm phụ kiện vô nhìn xinh lắm. 65 cái đổ bề cho em là vừa nha cả nhà, 1251 nha. Chị Hồng Gấm nè, đồng ren vàng đẹp, cảm ơn chị luôn. 65 cái đổ bề giúp em, còn hai size 55 với 65. Còn hai size nha cả nhà, 55 với 65 nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm nha. Em chừa hàng chừa size cho các chị mình đây. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi 1251 đã, 1251 là ren vàng đâm xòe. Vải đây vải ren chị nó dày dặn lắm. Cái mẫu này đặc biệt là cái chất liệu á khá là dày dặn. Đây là mặc lên form nó xẹp hồng cái đầm lên luôn nè. Chứ đâu phải là nó rủ đâu các chị, xẹp hồng luôn. 1251 giúp em nha. Đó, 65 cái đổ về cho em là vừa luôn, còn hai size XL và 2X. 55 tới 65 kg là mặc vừa nha. 55 tới 65 kg vừa, chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. Ủa cái comment đâu rồi ta? Rồi, em đang mặc là 1251 nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. À, cho chị xem cái hoa cúc. Hoa cúc, hoa cúc hả? Phía sau em nhiều hoa cúc quá chị. Bây giờ nha, có cái đền xanh hoa cúc nè, đền xanh hoa cúc, đền vàng hoa cúc nè, đền đen hoa cúc nè. Bên này thì cũng là đền xanh hoa cúc rồi nè các chị ơi. Rồi phía sau có hóa rồi, có hoa cúc luôn nè. Hoa cúc trắng đền tím nè, hoa cúc đền kem nè. Mình muốn coi cái hoa cúc nào chị, chứ phía sau em nhiều quá. Không biết chị thích cái nào, em có cho mình là hoa cúc vàng, hoa cúc cổ tròn, hoa cúc cổ sơ mi và hoa cúc cổ lắp chéo. Rồi có cái hoa cúc cổ viền ren và đính ngọc trai. Đó, em sẽ có mấy cái hoa cúc như vậy ha. Rất là xinh, cái này viền ren đính ngọc trai. Đây là 1, 2, mấy đây? 1, 2, 4, 2 nha. Cái 4, 2 là viền ren ở trên cổ nha. Đó, chị muốn xem cái nào đây, nhiều quá. Sơ mi cũng có, cúc sơ mi, cúc cổ chéo, cúc cổ tròn, cúc cổ viền ren tím rồi cũng có nè. Mình muốn coi cái nào chị, cái màu nền giúp em đi. Xanh lợt hay là xanh dương? Xanh thì có xanh lợt hay là xanh dương, vàng cũng có nè, nền kem hay nền đen hay là nền tím thì comment cho em biết nha. Rồi em đang mặc là 1251 luôn nè. 65 cái đổ về cho em là vừa nha, 55 tới 65 kg vừa. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng luôn. 199.000 đồng, 199k. Váy màu vàng là 199.000 đồng nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm, em chừa hàng chừa size cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em ạ. Đầm bên sáu chị rất thích mấy cái đầm hoa cúc, chị đã mua cũng nhiều lắm rồi. Vậy hả chị Vương? Đợi hôm nay nhiều hoa cúc lắm, cúc to cúc nhỏ chị cũng có hết trơn á. Cúc vàng, cúc đen, cúc tím hoặc là mấy cái nền ha. Còn hoặc là xanh lợt, xanh đậm thì chị coi cái nào comment ở phía dưới, em sẽ mặc cho mình coi nha. Rồi trong thời gian chờ đợi em sẽ giới thiệu thêm một số cái sản phẩm khác nữa. Em sẽ mặc cái váy rồi em có cái váy này nó lẻ size rồi. Hoa mẫu đơm, cái mẫu này lẻ size rồi. Em còn là size M hoặc là size 2X thôi, chứ không có còn nhiều. Rồi, đây là 1203. cho chị Ngọc Trâm nè. Rồi em đang mặc đây là 1203 các chị nha, đây là hoa mẫu đơn, vải sức thái hoa mẫu đơn ha. Em sale cho mình luôn là 219.000 đồng 1203. Rồi em còn hai size là M và 2XL. M thì bây giờ hai size này nó hơi ngược nhau một xíu. Size M là 50 kg đổ về vừa, còn 2X là tầm 57 cho tới 65. Em có hai size, một là lớn hai là nhỏ luôn, ở giữa đem hết rồi nha. Sau 219.000 đồng cho mình đây. Hai mẫu đơn, hai xanh xanh, nền cũng màu xanh xanh luôn, nhìn đẹp hả các chị, nhìn cái hai là thấy ưng liền luôn á. 65 kg đổ về cho em nha, size M và size 2X thôi. M hả chị, M em đang mặc nè, đây em 50 kg mặc người size M luôn. Đây các chị nha, quên cái đầm này form nó hơi bé. Chị nào tầm 60 đi, 60-62 đổ về thì vừa. 65 thì em sợ nó hơi căng quá, tại vì có khách em nói cái form này nó hơi nhỏ, nên là mình giảm xuống giúp em ha. Chị nào mà mình cứ đặt hàng đi, có gì em tư vấn size sau nha. Size M váy này sẽ tầm là 50 kg đổ về là em mặc vừa y nè. Chị nào 50 mà eo tầm 68 á thì vừa, còn ai mà eo trên thì em sợ hơi chật nha. Eo 68 đổ về giúp em mặc vừa y luôn, không cần bóp, không cần gì luôn, là vừa y eo của em. Em là 68 nha. Rồi nền xanh dương, hoa cúc trắng nền xanh dương, rồi ok đẹp xíu nha.
Em đang mặc là 1203 nha cả nhà. Cái này là hoa mẫu đơn nha. 65 cái độ vàng cho em là vừa. Chị nào chưa có cái lên đơn, em chưa hàng chưa sao giảm giá. Mã số sản phẩm kèm ship hạ cho em là ok nè. 1203. 1203 sale cho các chị mình luôn. Chỉ còn đó là 219.000 đồng nha. Đồng cho các chị luôn nè. Ai chưa có cái lên đơn đặt sớm, em chưa hàng chưa sai luôn. Em mặc cái hoa to tay chun cuối cùng. Hoa to tay chun hả chị? Hoa to. Ủa em đâu có cái nào hoa to tay chun đâu ta? Em chỉ có cái này nè. Đây ha, cái này là hoa cũng vừa vừa chứ không có to quá. Phải cái này không chị? Cái này là tay chun là hai màu đen với lại xanh. Đây chị, hai em có màu đen với lại màu xanh, hai cái đều là hoa màu cam hết, khác mỗi cái màu nền thôi. Hai cái này là tay bo chun nè, còn mấy cái khác thì không có. Đây, tay bo chun mới có nền đen và nền xanh. Chị thích cái nào? Nền đen hay sao ạ? Nền đen thì để em mặc cho chị coi nha. Rồi để em xíu em mặc qua cái nền xanh dương hoa cúc cái đã. 65 đổ về cho em nha, mẫu đang mang nè. À ok chị học. Và để em xíu nha, em qua cái hoa cúc nền xanh. Xong rồi sẽ mặc cái đầm tay chun cho chị coi. Đây, hoa cúc nền xanh mã là 1249. Váy này là lụa nha các chị, đang sale chỉ có là 229.000 đồng thôi. 1249 nè, đầm lụa có đắp chéo. Ủa? Rồi, em đang mặc đây là nền xanh hoa cúc trắng đây, xanh là xanh đậm. Nền xanh đậm hoa cúc trắng nha. Sale cho mình luôn là 229.000 đồng. Ở phía sau em thì có thêm mấy cái hoa cúc nữa, nhưng mà nó sẽ khác cái màu nền và khác cái kiểu một xíu. Em mặc là hoa cúc trắng nền màu xanh đậm, nhị màu vàng vàng nè, cổ đắp chéo nha. Rồi em này là full size cho mình luôn ạ. 1249. 1249 rồi 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Đi chơi đi tiệc mình cầm thêm cái túi này các chị xinh lắm. Màu này dễ thương ha. Em thấy cái màu xanh này là dễ mặc nè. Kỳ vậy ta. Rồi. Em thấy cái nền xanh này là dễ mặc nha các chị nha, rất là dễ, không có bị kén da kén tự quá. Ai mà thích nổi hơn thì có nền vàng nó sẽ tươi hơn. Còn em đang mặc cái nền xanh này thì nó bình thường thôi hà. Nên là trẻ mặc cũng được mà trung niên mặc cũng được nha. 65 cái độ vàng, hoa cúc trắng, nền là hoa cúc trắng nhụy vàng, nền màu xanh, tay lỡ nè, cổ đắp chéo và khoang xòe, khóa phía sau lưng. À, túi hai bên cho mình luôn. Đây có túi hai bên nha. 65 cái độ vàng cho em là vừa nha, full size cho mình. 229.000 đồng luôn. Lụa mango nha chị Hồng Gấm ơi, chắc phải lụa mango. Một, hai, bốn, chín. Rồi 229.000 đồng giúp em nha. Ai chưa có cứ đặt hàng đi ạ. À, em chờ hàng từ xa giảm giá luôn. Mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là ok nè. Đây, đi chơi đi tiền phối thêm cái túi coi như vậy cũng rất là đẹp nha các chị nha. Mấy cái mẫu đầm như vậy rất là dễ phối hợp đồ. Túi màu gì cũng được hay là giày dép màu gì cũng được luôn nè. Rất là xinh ha. Tầm 65 cái độ về cho em là vừa nha. Đó, nhiều khi là em mặc trơn không á mấy chị chưa thấy đẹp. Tự nhiên phối cái túi vô hay là mang đồ tư giày cao gót vô cái mấy chị thấy đẹp hơn. Lạ vậy ha. Nên là về nhà các chị đi chơi mình cũng phối hợp túi hay là giày cao gót các kiểu vô giúp em nha. 65 cái độ về cho em là vừa. Mã số là 1249 ạ. Cho chị xem cái vàng chấm. Cái vàng chấm hả chị? À, khoan đợi xíu coi. Cái vàng chấm là nào ta? Cái dao beo vàng hay sao chị? Đây đúng không? Cái vàng chấm là cái này hả? Này đúng không chị ơi? Dao beo vàng đúng không? Nếu mà đúng thì comment cho em là beo vàng để em mặc cho chị coi nha. Rồi 1197-1250 tím. À, một tuần. Vậy hả chị? Một tuần hả? 1197 và 1250. À, chị Nhung Nhung ơi, hồi nãy em có hỏi cho chị rồi là đơn của mình là bên giao hàng người ta chưa có giao ấy chị, người ta đang để ở kho chưa có giao, em không biết là vì lý do gì nha, nhưng mà đợi em xíu để em nói với, để em hối các bạn bên giao hàng cái đã nha. Tại vì khi mà bên em á gói hàng xong á là gửi qua bên cho giao hàng, người ta đi giao cho mình. Bên giao hàng không phải là shop em cái chị nha, mà là bên vận chuyển thôi. Bởi vậy khi mà cái chị đặt hàng, em có tính ship là tiền công cho mấy người đó, tiền ship thành phố 10.000, ship tỉnh là 30 á là có hỗ trợ rồi. Bởi
Bởi vậy ai không nhận được hàng hay có vấn đề gì cứ nhắn tin cho em kiểm tra coi là đơn nó có đi chưa hay là thất lạc thì để em báo cho mình luôn nha. Đợi em nha chị Nhung Nhung ơi, nè em có báo cho mình rồi là đơn hàng chưa có giao á, để em hối người ta giao nha. Đây là 1249 nè, 65kg đổ về luôn. Mã đấy là gì, cái vàng em cầm vừa rồi đấy. Đây hả chị, phải cái này không? Đúng không? 1262, cái này là beo vàng. Beo vàng mới về 1262, sale 299k chị nha. Đây nếu mà đúng thì ok cho em beo vàng đi, ok beo vàng đi mặc cho chị coi. Tại vì có nhiều cái vàng phía sau không biết chị hỏi cái nào. Cái này cũng hơi vàng vàng nhưng mà cái này là sơ mi nha. Rồi 1249 nè, xong cho em qua mẫu luôn. 1249 kèm số điện thoại giúp em. 65kg đổ về cho em là vừa nha. Đồng đẹp như vậy sale chỉ có là 229.000 đồng thôi. Full size cho mình luôn ạ. MLXL và 2X chị nào chưa có cứ lên đơn luôn. 1249 nha. Rồi xong hai, bây giờ qua cái khác nè. Qua cái đồng này đi. Size L. Hết size nhỏ thở ta. Rồi. Đợi xíu qua mẫu nha. A62. Ok chị Hồ Nguyễn, phải đợi xíu em mặc cho chị coi đó luôn. Bây giờ chị cứ đặt trước cũng được ha. Cái đầm nó cũng full size nên là không có sao hết trơn á. Sợ mấy cái lễ size thôi là không có hàng thôi chứ cái đó full size mới về. Cái đầm này thì không biết nha, để em kiểm tra coi. 1286 nè. Nền đen, hoa màu cam cam. Có cái tay nhúng thun cho mình. Đây. Nền đen hoa màu cam này có cái tay nhúng thun cho mình rất là xinh luôn ha. Hai bên tay là có nhúng thun cho mình. Hôm nay em sale cho các chị luôn là 249.000 đồng nha. Hoa cam là cái tay nhúng nè, dễ thương lắm. Mẫu này có hai màu, có nền xanh nữa. Có nền xanh và nền đen em đang mặc ha. Rồi. Để em cầm cái nền xanh cho các chị coi. Đây. Nền xanh là 1284. Mẫu đang mang có hai màu nha cả nhà. 86. 1286. 1286 ok chị luôn. Rồi đây 21284 nè, nền xanh. Nền xanh là 1284 các chị nha, có hai màu nha. Cái xanh này thì em coi coi. 1284. Rồi full size cho mình đây. 1286 rồi cũng full size luôn. 1284 là nền xanh nha các chị, kiểu y chang. Hoa cũng giống, tay giống, nó chỉ khác mỗi cái màu nền thôi. Xanh là 1284 và nền đen là 1286 nha. Đồng giá cho mình ngày hôm nay là 249.000 đồng. 65kg đổ về cho em là vừa luôn ha. Chị nào chưa có đặt hàng, cả hai đều là vải lụa nha cả nhà. Chất liệu vải lụa cho mình luôn. Ai chưa có cứ lên đơn nha. Ai chưa có cứ lên đơn, em chưa hàng thì sao cho mình nè. Tính ra cái lô này về một vàng quá trời luôn. Hoa vàng, nền vàng quá trời. Em mặc là 1286 nhé. Cái này thì hoa màu cam cam. Nền xanh là 1284. Cái tay nó cũng bao thun cho mình. Đã y chang luôn nè, mặc cái kiểu lên nhìn xinh lắm. Cái xanh thì nó trẻ hơn. Còn cái đen thì nó phổ biến, nó dễ mặc. Ai thích mặc, dễ mặc thì cứ chọn màu đen. Còn ai thích trẻ hơn xíu, nhẹ nhàng thì cứ chọn màu xanh ha. Xanh là 1284 nha. Rồi ok chị Hồng Nguyễn đổi cái xanh đúng không? Xanh thì nó trẻ hơn. Xanh là 1284, chị nào muốn mặc mà trẻ trẻ xíu thì cứ chọn cái xanh. Còn nhiều chị thích màu nền đen, auto đen thì đây là 1286. Đồng giá cho mình là 249.000 đồng luôn. Hai màu đồng giá, lấy màu nào cũng 249. Bây giờ lựa màu thôi, khỏi cần phải so đo suy nghĩ là màu nào rẻ, màu nào mắc thì không cần suy nghĩ luôn, cả hai bằng nhau. 1284 là màu xanh, 1286 là màu đen em đang mặc. Cái form này thì nó không phải là form đầm dài nha các chị nha. Form nó lưng lửng ngắn ngắn tầm ngang đầu gối thôi. Form vừa chứ không có dài quá. 1286 kèm số điện thoại giúp em màu đen. Màu đen là 1286 nha. Rồi, ok chị Phương nè. Có luôn, chị yên tâm nha. Ship hàng mọi miền tổ quốc, ở đâu cũng ship hết. Ở đâu cũng ship tới nơi hết nên là mình yên tâm. Ship bất cứ mọi miền luôn. Ấp nào, xã nào cũng ship tới nơi. Nếu mà cái khu mình ở là chưa có tên, chưa có kiểu như là cái số nhà chẳng hạn, hoặc là chỉ có tên đường thôi á, hoặc là chỉ có ốc thôi á, thì em sẽ gửi về cái bưu điện gần nhà mình nhất nha, sẽ gửi về cái chỗ giao hàng gần nhà mình nhất, rồi người ta gọi điện thoại mình ra lấy thôi. Còn nếu mà ở đâu mà có địa chỉ nhà cụ thể rồi thì em sẽ có shipper gửi về tận nhà của mình luôn. Bởi vậy ai mà có thông tin đầy đủ cụ thể thì gửi về tận nhà luôn nha. 1286 giúp em nha. Rồi ai chưa có cứ đặt hàng luôn, em chưa hàng thì sao giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. 1286 cho chị Trang Lê nè. Hiện nghiện mấy bên em rồi hả? Hên làm sao rẻ quá trời, có trăm mấy không hà. Thôi để mặc cái dao beo một bài cho chị coi. Sẵn tiện chị đặt hai cái để mặc cho chị coi luôn, cho nó trọng tình trọng nghĩa luôn nha. Rồi hồi em lên mấy cái sale.
Đây, đây là 299k, em vẫn có mấy cái rẻ hơn. Đây là do khách chọn chứ không phải là em mặc mấy cái mắc tiền nha. Nói mắc chứ cũng đâu có mắc đâu, có 299 hà. Em có mấy cái váy rẻ hơn để xíu lên cho mình coi, trong mấy có nhiều lắm, đầy. Rồi, 1262 nè. Đây, 1262. Da beo mới về nha các chị nha, beo mới về. Ở trên cổ là có đính đây, ngọc trai. Đó, lấp lánh đính ngọc trai cho mình luôn ha. 65 cái đổ về cho em nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nè. Đi chơi đi tiệc sắm túi xách tại kia vô là đẹp hết sức luôn. Hoặc là mang giày cao gót các kiểu vô giúp em. Để đổ đôi giày cho các chị coi. Cái này dễ mang lắm, giày màu nào cũng được hết trơn á. Đó, giày màu nào cũng được các chị ha. Rất là xinh cho mình luôn, 1262 nha. Rồi, 1262 kèm xếp lại cho em ạ. Rồi, ok chị đấy. Yên tâm, gửi thì nhanh lắm. Nhiều khi mà là do bên giao hàng người ta ghim hàng thôi. Chứ bên em đặt bây giờ đúng không? Là trưa em gói hàng rồi. Bởi vậy em nói các chị là muốn gộp đơn là mình gộp trong một cái live stream thì nó đi hàng một lần. Còn nhiều khi mà sáng các chị đặt đồ trưa các chị đặt tiếp á, là nhiều khi em gửi hai lần rồi. Tại vì em gói hàng cho mình là xong cái đơn ngày hôm nay, vừa xong live buổi sáng là bây giờ các bạn đang gói đơn rồi, hoặc là chiều nay là tối nay gói đơn tiếp. Bởi vậy là ai muốn gộp đơn một lần đi hàng á, mình ráng gộp trong một live giúp em nha. Chứ mình cắt ra nhiều khi em gửi hai lần á các chị. 1262 nè, gửi hàng nhanh lắm, thành phố 1-2 ngày có hàng rồi, còn dưới tỉnh thì từ 2 đến 5 ngày nha. 1262 kèm xếp hại cho em. Chị Lan Ngọc chúc đơn 1262 nè, MLXL và 2 luôn. Ai chưa có cái đặt hàng 1262 à, còn màu nữa chị, đây 2 màu. Cái bọn này có 2 màu nè. Vừa rồi em có cầm cái này rồi chứ chưa có mặc nha. Đây là 1263, đen trắng là 63 nha. Ok chị Hồng Nguyễn, 62 của chị luôn. Em đang mặc là beo vàng. Beo vàng là 1262 giống hệt em mặc. Em còn có cái họa tiết này cùng chất liệu là vải lụa luôn. Em có đen trắng nè. Ai không thích beo vàng thì em có màu khác đen trắng cho mình được không? Đồng giá là 299.000 đồng luôn. 65 cái đổ về cho em là vừa nha. Đây là 1263. Trắng đen là 1263. Còn em đang mặc là 1262. Beo vàng 1262. Đồng giá các chị nha. Lấy mẫu nào cứ đặt sớm ạ. À. Em chừa hàng chừa size cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp họ cho em là ok nha. Mã số sản phẩm kèm xếp họ cho em là ok nha. Ai chưa có cứ đặt hàng luôn. 1262 là beo vàng nha cả nhà. 1262 là beo vàng nè, đẹp luôn, mê hồn luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm thôi, nên tư vấn size sau. Nếu mà chị nào mà cần gấp thì cứ nói bên em thì em sẽ gửi nhanh cho mình. Nhưng mà gửi nhanh thì cái ship là mình phải hỗ trợ thêm em nha. Tại vì em gửi cho mình là thành phố có 10.000 đồng thôi thì cũng nhanh, thành phố thì nhanh. Với tỉnh á, nếu mà cần gấp thì em sẽ gửi nhanh hơn. Nhanh hơn thì tiền ship nó mắc hơn xíu. Rồi chị Thiên Nguyễn giúp đơn luôn. 1262 giúp em ạ. À. Đây qua thêm một em váy này, lẽ size rồi. Em sale giá 150 cho mình luôn, đầm von nha. Đây các chị nha, đầm von 2 lớp cho mình luôn. Đang sale chỉ có là 150 thôi nè, tin được không? Váy von 2 lớp đàng hoàng. Hai cái có miễn ship hả chị? Hai cái chị đặt là một cái 250 với một cái là 300. 550 hả? 550. Để em coi tại vì thường đơn hàng ngày hôm nay là 590 trở lên là miễn ship. Để coi hồi chị có lựa thêm được cái nào không? Kiếm cái nào sale rẻ rẻ trong mấy đặt thêm đi chị. Tại vì đơn hàng ngày hôm nay là 590 hoặc là 600 trở lên đó, em sẽ miễn phí vận chuyển về tận nhà của mình luôn ha. Đây. 1234. Em mặc là xanh rêu nha, 1234 nha. Mà tính ra thì nếu mà ai mua có một cái cũng không sao, tiền ship nó cũng rất là rẻ. Em ship cho mình thành phố có 10.000 thôi, tất cả các quận luôn. Dù các chị là xa ơi là xa, Tân Bình, Bình Tân, so với bên quận 7 em đi em thấy nó rất là xa luôn các chị. Mà ship cho mình chỉ có 10.000 đồng thôi. Còn ship thành ở ship tỉnh là 30.000 đồng nha. Là có hỗ trợ rồi đó chị. Chứ em thấy nhiều khi ship thành phố mấy chục nghìn đồng luôn á. Tính ra là sắp em là rẻ nhất khu vực này rồi. 1234 chị nha, màu xanh rêu. Xanh rêu hoa nhí nè, 1234. Chất von đầm 2 lớp cho mình, túi hai bên luôn, sale còn 149.000 đồng nha. 149.000 đồng, 65 cái đổ về cho em là vừa luôn ạ. À. Ai chưa có cứ lên đơn ha, em chừa hàng chừa sai cho mình. 1234 kèm xếp hại cho em, nền màu xanh rêu có phối hoa văn rất là dễ thương. Đó, chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn ạ, à. Em chừa hàng chừa sai giảm giá nha. Mã số sản phẩm kèm xếp hại cho em là ok nè, rất là xinh. Ai chưa có hôm nay cứ lên đơn, chút nữa có gì em tư vấn sai sau ha, có tầm
nhanh thì 5-7 phút sau em tư vấn, hoặc là chờ giúp em 15-20 phút gì đó nếu mà đơn nó nhiều quá. Cái chị cũng thấy em live stream sáng ngày, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy có live stream hết, bạn này like tới bạn kia like, là hàng bên em đi nhiều cỡ nào các chị cũng biết rồi. Bởi vậy là mình thông cảm giúp em, nếu đơn quá nhiều em sẽ chốt hơi chậm xíu nha. 1 2 1 2 3 4, có màu cam cà rốt được không chị? Cam cà rốt là 1 2 3 8 nè, giống kiểu luôn, y chang, khác mỗi cái màu thôi, kiểu giống chất giống, giá tiền bằng nhau là 150 luôn. Em có thêm màu cam cà rốt nha, cam cà rốt là 1 2 3 8 nha cả nhà, rất là xinh luôn nè. Đây ha, cam cà rốt hôm nay sale chỉ có là 149.000 đồng luôn. Cam cà rốt là 1 2 3 8 à, để em coi coi. 1 2 3 8. Rồi, còn cho các chị là 2 size, vậy là cam cà rốt 2 size. Rồi, hiện tại màu cam em còn size cho mình từ 55-65. Cam cà rốt có 2 size các chị nha, XL và 2X. 55-65kg là vừa luôn, cam cà rốt còn 2 size. Còn xanh rêu em còn đúng 1 size thôi, phải là 57-65. Đây nha, xanh rêu. Xanh rêu còn mỗi size 2XL. Còn cam thì còn 2 size là XL và 2X. 55-65kg là vừa màu cam nha. 1238 là cam cà rốt. Cam cà rốt là 1238 nha cả nhà. Còn em đang mặc đây là 1234 là xanh rêu. Rồi, hai chị nào chưa có cái đặt hàng luôn, em chừa hàng chừa size cho mình, xinh lắm. Tại vì em mặc nó hơi rộng xíu thôi, chị nào đúng to nó đẹp hơn nha. Rồi, mã số sản phẩm kèm ship thoại cho em là ok nè. Ai chưa có cứ đặt hàng cho em luôn, em chưa hàng chưa sai giảm giá cho mình đây. Mã số sản phẩm kèm ship thoại cho em là ok nha. Rồi bây giờ em qua mẫu luôn nè. À, qua cái body đi ha. Đây, cái body kim tuyến lấp lánh lắm. Quên, nãy giờ chưa mặc body nè. Body mới về của nhà em, lấp lánh kim sa cho mình luôn. Rồi, cái mã này là tròn 1000 luôn các chị nha. Dễ nhớ luôn, mã 1000 luôn, 1000. Đây, body. Body cổ đổ các chị nha. Cái này mới về của nhà em ha, body cổ đổ rất là xinh cho mình luôn. Mặc thành cổ thuyền thì mình kéo nó ra như vậy, nó ra cổ thuyền. Hoặc là mặc thành cổ đổ thì kéo nó xích vô. 1000 là tròn 1000 đó các chị. Trả 1000 á, ngày hôm nay sale cho các chị mình luôn. Em làm body này sale luôn với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng luôn. 65kg đổ về cho em là vừa nha, 1000 các chị nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè, 1000. Rồi, body hôm nay sale còn 299k. Rồi, mã số sản phẩm kèm ship thoại cho em là ok nha cả nhà. Chị nào chưa có cái lên đơn ha, DA1000 đó các chị nha, DA1000 đó, chị nào chưa có cái đặt hàng luôn. 299 1000 nha cả nhà. 1000 1000 á, em sale cho mình là 299.000 đồng. Body nè, cổ đổ nè, phía sau thì có sẽ tà cho mình các chị ha. Lên form nhìn sang không, trời ơi không đẹp không lấy tiền luôn đó, mà có coi giảng nha. Cái này tăng lên được 2kg giúp em, 67kg đổ về. Chị nào 67kg đổ về mình lên mình đặt hàng giúp em luôn nha. Tầm 67kg đổ về là vừa. Ai chưa có cái lên đơn nè, đi chơi đi tiệc phối lên một cái túi vàng cho em, sang hết sức luôn ha, mặc đi đâu cũng đẹp hết. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. 1000 đó cái giá, 1000. Nó có cái độ lấp lánh cho mình. Đây các chị coi, nó là cái dạng kim tuyến nhuyễn ha. Mà cái này là do em may lên luôn á. Em may trực tiếp là kim tuyến, là chị kim tuyến lên luôn, nên là không có sợ nó rớt ra đâu. 1000. Chị Lê Ngọc, đầm này đẹp và cảm ơn chị nhiều. Nếu mà các chị thích mặc trơn thì như vậy, còn không thì ở nhà có phụ kiện gì đó mình phối vào, gầy áo hoặc là thắt lưng gì đó cũng được nha. Em thì để mặc không nó cũng rất là sang rồi, mặc không là cũng quá đẹp rồi. Chị nào chưa có đặt sớm nha, 1000 65-67kg đổ về giúp em là vừa luôn ạ. 1000
Rồi full size. Full size cho các chị mình luôn ha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em. Mã số sản phẩm kèm xếp họ cho em là ok nè. Đó. Ai nhanh tay là có đơn cho mình nha. Mã hàng là 1000. Body của shop đẹp và cảm ơn chị Nguyễn Như luôn. Mặc lên phóng rất là sang. Em mặc sao làm dâu vậy luôn các chị mình yên tâm. Mặc sao là dâu vậy cho mình luôn nè. 1000. Body này thì nó vừa tầm là qua gối. Em cao mét 6 là mặc vừa tầm qua gối mà vừa khít keo luôn. Mà nó còn có co giãn nữa nên là không có lo chợt ha. Không cũng co giãn nè, rồi em cũng có co giãn nhẹ nhẹ xíu. 65, 67 cái đổ về là vừa. Chị Thấm Phạm chốt đơn 1000. Cổ đổ nha cả nhà, mặc lên vai một bên cũng được. Mặc thành nếu mà chị nào trẻ đó, còn trung niên thì mặc cổ đổ cho em nó đẹp hơn. Còn không thì lệch vai một bên là tùy ha. Ai mặc trẻ trẻ xíu thì mặc lệch vai, 20-30 mặc lệch vai cũng được. Cổ thiền, cổ đổ hoặc lệch vai 1000 kèm xếp thải cho em ạ. À, cái váy này thì chị nào mua đơn hàng ngày hôm nay chốt 299k, còn mua tại shop em là nó 400 lận nha. Ai mua tại cửa hàng em á nó tới 400 lận, giờ mua ở trên live khỏi cần đi đâu hết. Ở nhà xem live stream của em thôi thì nó sẽ là 299.000 đồng luôn. Chị An Nhiên gộp đơn 1000, ok chị luôn. Đọc 1000 nó dài quá, kêu 1000 nha. Mã số là 1000 nha các chị. Ai chưa có cái đặt sớm giúp em ạ. Mã hàng kèm xếp thải cho em là ok. Lên form bao đẹp luôn. Eo tới đâu là ôm tới đó luôn ha. Nó có độ co giãn nhẹ xíu, thành ra là eo mình tròn nó sẽ căng theo. Eo mình là vừa vừa nó sẽ ôm giống như vậy. 1000 kèm xếp thải cho em. Chị Xí Muội gộp đơn 1000, ok luôn. Cái này thì em mới về có một từ hôm qua thôi, thành ra là bữa giờ nhiều chị là chưa có thấy đúng không? Em mới về từ tối hôm qua thôi. 1000 kèm xếp thải cho em nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè. À cái này không phải là kim tuyến đắt lên đâu, kim tuyến là may trực tiếp lên luôn. Chị kim tuyến em may ở phía trên luôn. Đây các chị coi, nó nhìn lấp lánh như vậy á là nó do may trị kim tuyến trực tiếp lên luôn, chứ không có phải là em phủ lên nên là không có sợ rớt đâu ha, mặt rất là bền. Rồi qua mẫu khác nha. Body 1000, 299.000 đồng. Rồi, đợi em xíu các chị nha, 65 cái đổ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nè, em chừa hàng chừa xa giảm giá cho mình đây. Rồi, lên một em váy màu rất là xinh, màu vàng nhạt, 1274, đang sale là 229.000 đồng cho mình. Đây, 1274. 1274 các chị nha, 229.000 đồng vải lụa nha. Nền vàng nhạt phối hoa văn màu xám xám cho mình nè, rất là xinh. À, chị Thu Hà ơi, đồng này sale à, quên. Đồng này sale cho các chị mình chỉ có là 229k thôi hà. Vải lụa hàng mới về luôn ha. 1274 giúp em nha, 1274. Rồi còn full size cho các chị luôn nha, 65 kg đổ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng nha, mã số là 1274. Xe nhẹ nhàng luôn, xinh lắm, màu cũng nhẹ nhàng cũng dễ thương. Màu này em thấy là chị nào mặc cũng hợp hết trơn á. Rồi đây các chị nha, màu này rất là dễ thương, ai mặc cũng được ha, nó nhẹ nhàng cho mình, vàng nhạt thôi, chứ không phải là vàng tươi quá. Tươi thì để em có cái đầm ren nó là tươi cho mình luôn. Còn mẫu này là ai mặc cũng được hết, váy lụa cho mình, cổ đắp chéo nạp khóa phía sau lưng ha, và có túi hai bên cho mình luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ đặt hàng, em chừa hàng chừa sai giảm giá. Mã số sản phẩm kèm xếp thải cho em là ok. 1274. 1274 kèm xếp thải cho em ạ. 1274 ML, XL và 2X luôn, full size cho các chị mình đây. 65 cái độ về cho em là vừa nha. 1274. 1274 kèm xếp thải cho em nha. 65 cái độ về cho em là vừa. Chị nào chưa có lên đơn ha, em chừa hàng chừa sai giảm giá luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp thải cho em là ok nè. 40 cho tới 65 kg vừa. Chị Thu Hà chúc đơn 1274 nha. Ok chị Phương Vi ạ, gộp đơn 1274 cho chị size L đúng không? Có luôn. Full size cho mình, 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em. Có gì bên em sẽ alo trực tiếp và tư vấn size cho mình sau ha. 1274 ML, XL và 2X ạ. Chị Thảo Nhi chúc đơn 1274 nè. 55kg dạ vừa, full size, váy đẹp full size, 65kg đổ về cho em cứ đặt hàng. Mặc size gì có các bạn chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình sau nha. 1274 và xếp thải giúp em.
1274 mới xếp hạng giúp em nha cả nhà. Ai chưa có cứ đặt sớm nha, chưa hàng chưa sao cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp hạng cho em là ok nè, 1274 MLXL và 2X. Đó, quá xinh luôn. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ coi cái khác nha. Ai chưa có cứ đặt hàng đi ạ. Xíu nữa có gì em tư vấn sai cho mình sau ha. Đây, qua mẫu. Đây là 1205. Rồi mẫu này em cũng sale cho mình luôn. 179.000 đồng cho các chị mình đây. 1205. Vải lụa nè, cũng có hoa cúc cho mình luôn. Cổ tròn nha, 1205. Ai không thích cổ chéo thì có cổ tròn cho mình đây. Mã số 1205. Ngày hôm nay sale cho các chị luôn là 179.000 đồng, 65 cái độ về cho em là vừa. Đây ha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn, em chừa hàng chừa size cho mình. Dễ thương các chị, màu rất là nhẹ nhàng, màu này thuộc là nhã nhặn trung niên mặc hợp luôn. Đây, ai thích nhẹ nhàng có nền xanh hoa màu xanh xanh trắng trắng nè. Mình nhìn cái hoa như là hoa thật em đính lên luôn. Tại vì nó là dạng hoa mà dạng 3D á, nhìn nó giống như hoa thật vậy đó. Nó có cái chiều sâu cho mình, nhìn thấy là ưng liền. Em sale có 179.000 đồng thôi. Hình như là, để coi em còn cái 1205. Rồi, hên quá, full size các chị ơi, 65 cái độ về cho em là vừa. 1205 còn full size luôn. MLXL và 2X ạ. Ai chưa có cái đặt hàng luôn. Em chưa hàng chưa size giảm giá nha. 1205. Váy lụa nha cả nhà. Hôm qua gọi điện thoại chốt cho em. Ủa chị Nguyễn sao có người gọi điện thoại cho mình chưa? Và có ai gọi điện thoại cho mình chưa ạ? Nếu mà chưa thì là chưa chốt. Còn nếu mà có người gọi điện thoại rồi là chốt đơn rồi đó chị. Hoặc là mình kiểm tra cái phần tin nhắn giúp em nha. Nhiều khi các bạn có nhắn tin cho mình, mình để cái điện thoại hoặc là tin nhắn giúp em. Còn ai đặt hàng mà chưa được chốt thì có thể nhắn tin lại cho em, hoặc là vào phần tin nhắn của shop nhắn cũng được, hoặc comment ở trên này để em hỗ trợ chốt lại cho mình luôn. Chị Nguyễn Thùy nè, 1205 đây ạ. 1205. Nhìn cho em cái hoa nè, rất là xinh, và cái đính đúc ở phía trước, ba viên đúc cách phía trước cho mình. Còn khi mình mặc là khóa kéo phía sau lưng nha. 1205 ạ. Túi hai bên cho mình luôn. Sale còn là 179.000 đồng thôi. Em có full size cho các chị mình luôn. 65 cái độ về cho em. Rồi, 179.000 đồng nha cả nhà, 1205 nha, 179k. Chị nào chưa có cứ đặt sớm đi ạ, em chưa hàng chưa sao cho mình nè. Mã số sản phẩm kèm xích họ cho em là ok nha. Vải lụa, lụa mango form xề cho mình luôn, full size. Chị nào chưa có cứ lên đơn, có các bạn chuyên viên hỗ trợ tư vấn sau nha. Đi chơi đi làm mặc đi đâu cũng xinh hết trơn á, cũng thấy lịch sự cho mình. Cổ thì em thấy là cổ cũng không có sâu quá, và váy nó cũng xề dài qua gối rồi. Em cao 1m6 là mặc vừa chạm tới bắp chân của em luôn. Đây ha, đi chơi đi dạo phố, cà phê, cà tháo gì cũng 65 cái độ về cho em là vừa nha. 1205 phong xề cho các chị nào, khóa cái sau lưng giúp em luôn. Rồi túi hai bên cho mình, dạ không có lót ạ. Lụa thì em sẽ may một lớp, nãy giờ mặc lụa sơ mi nè, da beo nè, hoặc là cái mấy cái nãy giờ mặc là mấy cái da beo hoặc là mấy cái khác mặc. Lụa cho mình nó sẽ là một lớp hết luôn, còn von mới là hai lớp, hoặc là ren thì nó mới là hai lớp nha. 65 cái độ về cho em ạ. 1205 1205 các chị nha, 65 cái độ về. Ai chưa có cái lander luôn, có gì em tư vấn sai cho mình sau ha, xin lắm. Chị nào nhận lớn liền ha, khách em thấy là ai nhận cũng khen, chưa có chị nào chế trơn á. Bởi vậy mình cứ yên tâm, lựa cái nào sale rẻ rẻ hoặc cái nào mình ưng thì mình cứ đặt hàng thôi. Mã số là 1205 cho em nha. 1205 kèm số điện thoại cho em là ok nè. Ai chưa có cứ lên đơn đặt sớm luôn, em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình. 1205 MLXL và 2X, trong 4 size thì em thấy là L nó chỉ còn có 2 cái thôi, là nó gần hết trước nha. Size L chỉ còn có 2 cái thôi ạ. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn. 1205 với số điện thoại giúp em. Rồi xong thôi, bây giờ qua mẫu khác nè. Rồi qua thêm một cái váy khác cho các chị coi nữa đây. Lấy màu nào cứ đặt sớm giúp em đi. Xíu nữa có gì em tư vấn sai cho mình sau. Rồi qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. Mẫu này đang siêu đây, em đồng xòe cho mình đây ha. Chất sức thái nền xanh hoa tím cho mình. 1201, mẫu này sale 219.000 đồng, full size cho các chị mình luôn. 40 cho tới là 65 cái độ về cho em là vừa. 1201 giúp em, 1201 giúp em nha. MLXL và 2X đó, chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em luôn. 1201
phải không? Bên em là phối hợp với đồ nào cũng dễ thương hết trơn á, phụ kiện túi sách nào cũng xinh, mang vô là dép cuốn nào cũng đẹp hết. 1201 giúp em. Chị Thảo Nguyễn ơi, vẻ đăng mặt là 1201 chị nha. Hôm nay em có sẵn hàng rồi, đặt là em giao liền. Thành phố ship 10.000 đồng và ship tỉnh là 30.000 đồng nha. Rồi ai chưa có cứ đặt sớm đi ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình nè. 1201 vậy này là sức thái. Rồi full size 17, 18, 20, 29 thôi hả? 1201 nha. Để xem các mẫu nào rồi. Ok chị Nguyễn, chị Nguyễn Nguyễn nha. Mình cứ xem like của em thôi, cái nào thì cứ gặp thêm ha. 1201 nè. Hoặc là đầu like giờ em đã mặc rất là nhiều. Tại vì nãy giờ cũng like khá là lâu rồi. Chị nào mình xem like cũng thấy em mặc nãy giờ là qua biết bao nhiêu là mẫu đầm rồi. Thì khi mà em like xong mình có thể là xem lại từ đầu. Đã có chia sẻ live stream rồi thì mình đặt hàng em vẫn chốt cho mình giá sale. Còn trường hợp chị nào đặt mà không có chia sẻ like là không có được chốt đơn nha. Còn mấy chị hỏi em là sao không thấy chốt á? Phần lớn em thấy là kiểm tra đây là toàn không có chia sẻ live stream nè, hoặc là đặt sai thông tin, hoặc là gọi điện thoại không nghe máy, là những cái đơn mà không chốt được cho mình. Chị Phạm Nhung nè, 1201 luôn. 65 cái độ về cho em ạ. À, Belno hả chị? Belno em có mặc rồi nha. Belno là 1222. Đây, Belno cổ chéo nha. Belno cổ đắp chéo và đính độc cài phần eo. Em có mặc rồi luôn rồi. Em sale cho mình là 299.000 đồng luôn. Bel thì bốn cái bel đồng giá hết. Em có bel sơ mi và bel vàng mới về với cái bel trắng đều sale cho mình là 299.000 đồng nha. Bốn cái bel đồng giá cùng chất liệu cho mình chỉ cần lựa mẫu thôi. Em chào chị Nguyễn Mai nha. Rồi đây là 1222 nè chị. Da beo, cổ đắp chéo nè. Cầm thì không đẹp đâu, mặc lên phong mới thấy ạ. Khóa phía sau lưng ha. Để chút xíu có gì em mặc cái beo trắng cho mình coi cái phong. Còn là cái beo nâu là em có mặc qua rồi, em không có mặc lại được nữa. 1222 kèm số điện thoại, beo màu nâu. Full size cho các chị mình luôn ha. 65 cái độ về, ngọc trai đến ở phần eo. Sale còn 299k. Da beo là vải lụa nha. Bốn cái beo đầm là vải lụa hết. Đợt này thấy đồng hợp ghê luôn, bốn cái đầm beo em về, mặc dù là khác kiểu nhau hoặc là khác cái màu đi nữa, nó cũng cùng chất liệu vải lụa, mà đâu phải về một đợt đâu, về là rải rác là mấy đợt hàng chung á, là cùng vải lụa cho mình luôn, rất là đặc biệt. Rồi tiếp tục qua mẫu nha. Xong chưa nè, 1201. Em thấy chị Nguyễn Mai nha, thấy chị đặt hàng hay là sao ạ? Em thấy cái thông tin của chị rồi. Rồi chị nào sởn thông tin thì mình cứ để lại cho em là tương tác ở phía dưới ha, lâu lâu chấm bài tương tác chẳng hạn, hoặc là chia sẻ livestream. Đó là mình tương tác với shop thì khi nào mình đặt hàng là em thấy liền luôn. Để em coi cái beo trắng nha. Đây, em mặc là 219k nha, 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Rồi beo trắng đây, beo trắng cũng là vải lụa cho mình luôn. Beo trắng cũng là vải lụa. Hôm nay sale cho mình còn 299.000 đồng. Nó giống hệt cái beo nâu em mới cầm luôn ha, form giống. Nên là bây giờ chị nào mà muốn coi cái form á thì em mặc cho mình coi cái này. Hai cái form nó giống nhau, nó chỉ khác là cái màu hoa văn thôi. Em mặc là beo trắng 1192. Đây, cái beo trắng này về trước. Xong rồi khách em mua cái này rồi và thấy thích quá, kiểu như là mặc lên phong thấy đẹp và muốn mua thêm thì em có mới về cái beo nâu là về sau. Cả hai cùng chất liệu cùng giá tiền là 299.000 đồng. Đây, phong giống nhau, hai cái beo nâu mặc lên cũng như vậy nha. 1192 là màu trắng ạ. Đính ngọc trai phần eo giống như vậy luôn. Đây, vài ba viên ngọc trai ở đây. Lụa chị Ngọc Hà ơi, phải lụa. 1192 là beo màu trắng. Nền trắng phối da beo đang mặc nè, 1192. Còn cái beo nâu là 1222. Nó sẽ khác nhau cái mã số nha. Bởi vậy nhiều chị là hay đặt nhầm mã này qua mã kia, là đến lúc nhận hàng nó sẽ bị sai liền nha. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nè. 65 cái độ về cho em là vừa luôn nè. Mã sao? Màu nào chị cũng thích hết. Cho chị cái beo trắng này đi shop. Dạ rồi ok. Vậy mình đặt giúp em là 1192 đi chị. Beo màu trắng mã số là 1192 chị nha. Có túi hai bên nè, eo đính ngọc trai nè. Nên là cái váy này không cần phải đeo thắt lưng. Mấy cái khác mà trơn trơn thì mình đính kè phụ kiện vô nó cũng đẹp. Còn cái váy này là trơn thôi là cũng đã quá đẹp rồi. Cái hoa văn nhìn là đã ưng rồi. Và ngoài ra còn có đính là ngọc trai ở phần eo. Bởi vậy là không cần đeo thắt lưng các chị nha. Đeo vô là nó che mất cái ngọc trai này của em rồi. 65 cái độ về cho em là vừa luôn. 1192 kèm số điện thoại cho em. Rồi 1192 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Ai chưa có cái lên đơn ha, em chừa hàng chừa size cho mình luôn.
mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Đây 1192 MLXL và 2XL đi chơi đi tiệc mình cứ sắp thêm giúp em một cái túi vào, hoặc là một cái đôi cao gót vào là nhìn đẹp liền. Tại vì mấy cái đồng như vậy mặc cao gót lên mình mới thấy cái dáng mình nó cao. Nhiều khi mấy chị khách cứ hỏi em là em cao bao nhiêu để mặc cái đồng nhìn thấy nó đẹp quá. Tại vì thật ra cao 1m6 thôi, cũng đâu có cao lắm đâu. Em là thấp nhất trong cái dàn livestream của shop rồi. Em có 1m6 thôi hả? Bởi vậy mình đơn thêm một cái chiều cao, một cái cao gót vô là sang liền ha. 1192 giúp em nè. Đó, 65 cái độ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng luôn ạ. 1192 MLXL và 2XL có full size cho mình luôn. À 52 ký hỏi chị, 52 thì có thể là size size L hoặc là XL. Nếu mà eo của mình tròn một chút xíu thì mặc XL, còn nếu eo của chị tầm 74 thì mặc size L giúp em nha. Nó còn tùy vào cái form eo nữa ạ. Chị Ngọc Ngân giúp đơn 1192 nè, cổ đốc chéo. Ai sợ hở thì về nhà đơm chỉ vào giúp em nha, đơm một cái nút bấm vào cũng được. Tức thì bấm vào, không tức thì tháo ra, còn không thì đơm chỉ cố định vô luôn. 1192 ạ, màu và beo màu trắng, nền trắng phối da beo. 1192 giúp cho chị Phạm Ngọc luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Cao 1m5 có mặc được không cháu? Dạ được cô Bích Hoa ơi, được. Cô cao 1m5 thì mặc nó dài hơn. Em là em muốn mặc nó dài hơn mà không được nè. Được đó chị nha, mình kêu chị cho nó trẻ nha. Được nha chị ơi, chị cứ đặt hàng thôi. Nếu mà 1m55 thì có thể chị sẽ mặc nó dài tầm 1m55 thì mặc dài bắp chân, dài hơn bắp chân một xíu vẫn đẹp chị, thích thì để nguyên, còn không thì có thể cắt ngắn lên. Tại vì khách em nhiều chị muốn mặc dài. Đây, ai muốn mặc dài hơn thì phải cao tầm 1m55 thì dài hơn, còn không thì mặc tầm như em nha. 65 cái độ về cho em là vừa. Cái độ dài thì không lo, nếu mà về nhà mặc lên mà thấy nó sẽ dài hơn cái kiểu mình thích thì mình có thể là cắt ngắn lên. Về nhà mình cắt ngắn lên được, không sao hết nha các chị, không mất form đầm đâu. Chị Nguyễn Vi nè, 1192 nè. Đầm ôm chữ A hả chị? Ôm chữ A hả? Em có đầm suông, suông chữ A được không? Còn mấy cái khác thì là chữ A thì nó có chiếc keo hả? Để em coi ta. Em có mấy cái đầm mới về cũng là dạng chữ A cho mình rất là xinh. Đây nè, đây cái này chữ A được không chị? Màu vàng được không? Chữ A màu vàng, hoặc là để em coi mấy cái khác nè. Mấy cái khác thì hơi chữ A được không? Em có mặc qua cái đầm này nè, xanh hoa màu tím nè. Cái phong nó cũng chỉ là chữ A thôi chứ không có xẹt quá. Đây chị nha, lên phong nó cũng chữ A như vậy thôi. Đây là 1201, em mới mặc qua xong, sale 219.000 đồng. 1201. Còn em đang mặc là 1192 thì cái này xẹt hơn. Cái này xẹt phồng luôn, xẹt rộng luôn nha. Mặc lên là xẹt tròn luôn á. 65 cái đổ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ đặt hàng nè. Em chừa hàng chừa sai giảm giá cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. 1192 1192 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi chị nào chưa có cứ đặt sớm nha. Xong chưa, bây giờ có cái khác nè. Ai chưa có cứ đặt hàng cho em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. Để em mặc qua cái màu vàng này cho mình coi. Mới về, su chữ A màu vàng, hoa cúc rất là đẹp. Hàng mới các chị nha, nghe tới cái giá là hết hồn luôn nè. Nghe cái giá là phải mua liền nha. 169.000 đồng hàng mới về của nhà em. Váy chữ A nha các chị nha, su chữ A không có đắp eo gì hết trơn á. Em mặc thì nó hơi động phần eo xíu. Ai muốn ôm vào thì mình có thể đeo thắt lưng vào cũng được ha. 1241 nha, cái này 169.000 đồng. Body hỏi chị, body chữ A hả? À body không, em không có body chữ A rồi. À vậy hả chị, mới nhận cái này rồi hả? Vậy thì em không có body rồi, em có mấy cái đầm xè xè chữ A thôi chứ không có body chữ A. Body có body suông hoặc là body ôm ôm thôi chứ không có chữ A. chị Thu Thủy nè. Chị Bích Hoa ơi, tôi cao 1m5 nè, vần mỏng 1192, phong trận đẹp lắm, sang nữa mua đi chị. Thấy không, hôm nay không phải em dụ nha, đây là khách của em dụ, mình mua và em dụ nha. Em đảm bảo với các chị luôn, mình nhận hàng là mình thích liền hà. Tại vì cái váy đó là em đã bán rất là nhiều rồi. Mấy cái beo này nè, cái beo nâu hoặc là beo sơ mi hay là cái beo trắng á, là về không biết bao nhiêu đợt rồi, không phải em mới về đâu. Cái mã đó là em về rất là nhiều rồi. Mình nghe cái mã là 1192 là mình cũng biết đó, trước cái váy này cũng rất là nhiều. Em mặc là 1241, cái đó là 1192, là về trước cách đây chắc cả 2-3 đợt rồi. Mà đợt nào cũng có về thêm hết, là mình yên tâm nha. Khách em mua ai cũng kéo trơn á. Em bán 299k đều luôn, đợt nào về cũng 299k mà bán hết trơn rồi. Đợt này mới về thêm mới có full size á, chứ biểu trước không có. Chị Hoa Lê nè, màu vàng đẹp. Dạ đây chị, 1241 màu vàng, chữ A nha, có túi hai bên nè. 65 cái đổ về cho em luôn.
chị mới nhận cái body ôm bơm giá 299 á. Chị mới nhận cái body ôm, cái nào chị em mới về cho mình là hai kiểu, à bây giờ là ba kiểu, mới về thêm cái 1000 nè. Đây, cái vải này nó sẽ đứng phong hơn. Đây em mới về cái body cổ đổi trơn này ha, 1000. Cái vải nó khác với cái kia nha, mình thấy nó cái cổ độ giống nhau phải. Cái vải nó khác nhau, cái này đứng phong hơn nè. Đây là 1000 bằng đầm trơn, body trơn nha. Em mới về thêm cái này cũng 299k đó. Còn không thì em có hai cái body cổ đổ với lại là một cái body cổ vuông tim. Đây cũng lấp lánh lấp lánh kim tuyến, nhưng mà cái kim tuyến này là em cắt lên chứ không phải là kim tuyến may lên nha. Đây đây là 1271, không biết là chị có cái nào rồi. Em mới về là 4 mẫu body luôn, ba cái cổ đổ và một cái cổ vuông tim nè. Rồi đang mặc là 1241 nha, 65 cái đổ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng đi ạ. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn ha. 1241, 1241 kèm số điện thoại cho em ạ. À, em đang mặc đây. Sale có 169k thôi hả? Cái này hàng mới luôn. Mới về của nhà em full size cho mình luôn. Mà sale chỉ có là 169.000 đồng thôi nè. Phong xương chị A nha. 65 ký đổ về cho em là vừa. Chị nào chưa có cứ đặt sớm ạ. À, em chưa hàng chưa sai cho mình đây. 1241 nền màu vàng, có họa tiết lộ hoa cúc cho mình đây. Và lưu ý giúp em một điểm là cái vị trí hoa có thể giao là sẽ khác nhau. Em mặc cái hoa nó bên trái nè, nhưng mà nhiều khi em giao cái hoa nó bên phải hoặc là nằm ở chính giữa, tại do cái sớ phải thôi. Cái hoa nó to quá, nhà giao cái sớ phải. 1241 nha. À vậy có cái 1271 rồi hả? Nếu mà có cái đó rồi thì em chỉ còn mấy cái body cổ đổ là mới về thôi. Còn không thì em có body suông. Em có cái body suông này cũng đẹp để mặc cho chị coi nha. Body suông này thì hôm nay em sale cho mình chỉ có là 179.000 đồng thôi. Đây 1230. Cái này là thun gấm cho chị nha, thun gấm và sitasi. Em sẽ có 179.000 đồng mà vẫn còn gọi là full size cho mình luôn. Ôm suông thôi chứ không có ôm khóa như ôm suông thôi. 1230 kèm xếp thoại cho em nè. Body suông màu nền đen hoa đỏ, thun gấm có co giãn luôn. 65-67 ký đổ về cho em là vừa, tăng thêm được là 1-2 ký vào nha. 1230 ạ, body suông thun gấm acetacy nền đen hoa đỏ, có sẽ tạp phía sau lưng. Đây, váy này sale 179 ha, tại vì nó qua đợt rồi và nó cũng còn ít để làm sale luôn. 1230 nha. Không biết cái này chị có chưa, tại vì cũng của đợt trước rồi. Em còn mỗi size có tầm mười mấy 20 cái thôi. 179.000 đồng 179.000 đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có cái lên đơn ha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn nè. Ai chưa có cái đặt hàng luôn nè. Đây cái hoa văn, ngoài cái hoa đỏ mình nhìn thấy ở bên ngoài ra, ở trong cái nền đen này là nó còn có những cái hoa văn ẩn ở bên trong luôn, nhìn đẹp lắm. Vì vậy coi ở ngoài mới thấy, còn trên live sợ nhiều khi mấy chị không có thấy. Ở ngoài nhìn rõ hơn, đẹp hơn. 1230 giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nha cả nhà. Ai chưa có cứ lên đơn nè. Em chưa hàng chưa sai giảm giá luôn. 1230 ạ. Body suông, cái này là lô trước khách em là ai cũng khen hết trơn á. Chị khách nào nha em nhận cũng khen hết trơn rồi. Rồi là đợt này chị nào chưa có mình đặt thử nha. 1230 với số điện thoại cho em nè. MLXL và height luôn. 40 cho tới 65kg là vừa nha cả nhà. Đầm xòe. Đầm xòe chị, đầm xòe em mà nãy giờ không biết là thích cái nào, tại vì em cũng có mặc qua rất là nhiều. Hay là phía sau có mấy cái rồi nè, chị muốn coi cái nào. Tại vì xòe rất là nhiều, em mặc qua đã đầu la giờ là toàn xòe không á. Bây giờ mới lên cái body nè. 1230 nha. Chị Ngọc Yến chúc đơn 1230 cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nha. Ai chưa có cứ đặt hàng. Em lên thử một cái xòe. Xòe nào đây ta, để chưa một cái xòe nào ta. Ờ để em coi coi. Em mặc là 1230 nha. Ai chưa có cứ đặt hàng đi. Rồi xíu nữa có gì bên em sẽ tư vấn size cho mình sau ha. Được tư vấn size trước khi giao hàng. 1230 kèm xếp thoại cho em. 1230 là đầm nền đen hoa đỏ đỏ nha. Nền đen hoa đỏ đỏ nè. 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Chị nào chưa có cứ đặt sớm đi. Để em thử coi một cái xòe. Nhưng mà em coi cái xòe nào cái đã. Cái xòe mới về này đi ha. Cái ở đây nè, đầm này là xòe mới về của nhà em. Cái chất này là co giãn luôn, có thể tăng thêm được là 2-3kg hoặc là 5kg nè. Để em mặc thử cái đầm này cho mình coi. Body là 1230 nha, nền đen hoa đỏ. Em sẽ có 179 nè. Rồi mẫu này mới về, cái hoa nó nổi lên trên luôn, sờ có thấy được luôn. 1256 nè.
Rồi, cái này là đầm xòe mới về của nhà em ha. Cái chất này gọi là thun 3D các chị nha. Thun 3D hôm nay sale cho mình là 229.000 đồng 1256. Cái chất này đặc biệt nó có co giãn, mà cái hoa này á, mình sờ vô là nó nổi cái hoa ở phía trên luôn, rồi vô thích lắm. 1256 giúp em nha. Đầm mà xòe nha, chất thun 3D cho mình. Co giãn thêm được có thể là 2kg, 3kg luôn. 2kg, 3kg hoặc thậm chí là 5kg các chị coi nè. Bộ bỉ mặt được luôn, nhưng mà cái này là không có hoa kéo nha. Mỗi này mặt chồng có giúp em thôi. Phía sau lưng là trơn nè. Đây cho các chị coi phía sau lưng nè. Đó. Nó trơn như vậy cho mình luôn chứ không có hoa kéo nha. Túi hai bên cho mình 1256 ạ. À, đầm xòe sơ mi hả? Xòe sơ mi thì em có xòe sơ mi thì em có cho mình là mấy cái sơ mi mới về là vàng nè, hoặc là đen hoa đỏ nè, hoặc là sơ mi hồng nè. Đó, không có gì thích cái nào. Phía sau có chừng mấy cái sơ mi á, mình coi thích cái nào thì em mặc cho mình coi luôn. Rồi, em đang mặc là 1230 nha. 65 cái độ về cho em là vừa. À, với 1256, 1230 là mới mặc qua xong. Đây là 1256 nha cả nhà. Sale còn nè, 229.000 đồng thôi. Tăng lên được là 70kg đổ về luôn. 65, 67 hoặc là 70kg đổ về vẫn vừa nha. Nó sẽ tùy vào cái số ký và cái chiều cao của mình. 1256, 229.000 đồng luôn. 229.000 đồng. Ai chưa có cái đặt hàng sớm giúp em. Mã số là 1256 nè. Nhìn cái hoa nó xinh lắm. Mình nhìn kỹ cái hoa giúp em nha. Nhìn dễ thương lắm các chị. Mấy cái chấm chấm trắng trắng này nè, là nó nổi phía trên á. Nhà đồ và thấy nó nổi phía trên luôn. 1256 kèm số điện thoại. Đầm xòe, co giãn, mặt chồng vô luôn không cần khóa kéo. Mấy cái mẫu này mặt chồng vô là được. Hoặc là em có mấy cái mà bo thun eo á, mặt chồng vô luôn nha. Trừ mấy cái mà vải lụa, vải von ra là phải có khóa kéo thôi. Vẫn về cho mình một số mẫu là không có khóa kéo, không cần khóa kéo luôn. Ai muốn mặc trơn thì có thể vay cái này. 1256, 1256 sơ mi mặc thử vàng hả chị? Màu vàng sơ mi đây đúng không? Đây đúng chị, sơ mi vàng thì chắc chỉ có mỗi cái này thôi ha. Đây là mới về của nhà em, 299 chị nha, để xíu mặc cho chị coi. Rồi 1256 kèm số điện thoại cho em nè. Mẫu đang mang là 1256 nha. Còn thôi để em mặc cái sơ mi vàng nó cho các chị coi luôn ha. Ai chưa có cứ đặt sớm đi ạ. À, em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mẫu đang mặc là 1250 à, 1256 nha cả nhà. Rồi 30 giây để em coi mẫu đẹp xíu nha. Để em coi cái sơ mi vàng nó còn không đã. 1256 em mặc là full size nè. Rồi 12 cái đó là 47. Còn nha, đợi em xíu. Rồi đây đợi em xíu nha. 1256 nha, 1256. 46 hả? 46 là gì ta, để em nhớ coi. 46 à, cái màu à, cái màu hồng. À, để em mặc cái sơ mi màu vàng này lên trước nha. Cái sơ mi vàng này là 1247 nè. 1247 thì em đang sale cho mình là 299.000 đồng luôn. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Sơ mi lụa mới về. Nó có những cái họa tiết màu vàng ở phía trên đầm rất là xinh. Đây. 1247 màu vàng. 1247 là màu vàng nha, sơ mi lụa có cổ nè, có phối nguyên một cái hàng nút ở phía trước nè. Đây, riêng cái váy sơ mi này thôi, mấy cái sơ mi khác không có nha. Riêng cái sơ mi này nguyên một cái hàng nút gỗ phía trước cho mình luôn. Còn một màu nữa, em còn màu đen. Màu đen để em cầm cho các chị coi, em còn một cái giống như vậy. Sơ mi màu đen đâu vậy ta? Rồi, chị nào chưa có mình đặt hàng sớm giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm xếp mặt cho em là ok nè. Đây em có hai màu cho các chị mình lựa chọn ha. Thay vì mấy cái bảng màu vàng thì bên này sẽ có mấy cái bảng màu đen. Đó, còn cái hoa văn này thì giống nhau nè. Hoa văn này giống nhau, khác với cái màu này thôi. 1247 là màu vàng, 1248 là màu đen các chị nha. Đồng giá cho mình luôn là 299.000 đồng sơ mi lụa. Bên này cũng có nút nè, hai cái kiểu này giống nhau nha, hai cái này giống nhau. Bởi vậy là sẽ có nút phía trước giống em mặc. Đó, nền đều màu đen. Đen là 1248, em mặc là 1247 nha cả nhà, full size cho mình luôn. 65 cái độ về cho em là vừa. Cả hai đợt sale giá tiền là 299.000 đồng hết. Chưa có màu nào cứ đặt sớm giúp em. Đen là 1248 và vàng là 1247 nha, giống hệt nhau luôn. Giống hệt từ cái hoa văn, nó chỉ khác với cái bảng màu này thôi. Bởi vậy là ơn màu nào cứ đặt sớm thôi. Cả hai đồng giá là 299.000 đồng. Chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Em chừa hàng chừa size cho mình. 1247 vàng, 1248 là đen nha các chị.
giống nhau ha, thích mà trung niên hơn thì cứ chọn màu đen là quá trung niên luôn, còn ai muốn trẻ hơn xíu thì cứ chọn cái màu vàng của em, 1247 vàng, 1248 đen. Chị nào chưa có cứ đặt sớm đi ạ. À, em chưa hàng chưa sao cho mình nè, mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha, 40 cho tới 65 kg là mặc vừa luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm, có gì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn size cho mình. M lxl và 2x full size luôn, M lxl và 2x full size cho các chị luôn nha. 1247 vàng, 1248 đen, chị Thanh Vũ giúp đâu 1248 màu đen ok chị luôn. Full size cho mình nha cả nhà, 65 cái độ về cho em là vừa nha. 299.000 đồng sơ mi lụa. À, hàng nút ở phía trước là nút gỗ cho mình luôn đó, chứ không phải nút thường đây. Nút gỗ cho mình từ trên cổ áo xuống phía dưới chân váy luôn. Rồi hai túi hai bên và khóa kéo phía sau lưng. Lụa mango nha cả nhà, 1247 vàng, 1248 đen. Rồi lấy màu nào cứ comment sớm ở phía dưới cho em nha. Có các bạn chuyên viên hỗ trợ và tư vấn size cho mình luôn ạ. Được chị Anna ơi, được luôn. Cái váy này của em full size mà. Cái 48, khoan khoan để em coi, hình như cái đen là nó gần hết rồi. 48. Rồi, cái đen em còn có mỗi size có mười mấy cái thôi nha. Tình hình là còn size lớn thôi hà. Size nhỏ còn rất là ít luôn. Bởi vậy chị nào thích màu đen thì mình nên đặt sớm ạ. Màu vàng là 1247, màu đen là 1248 nha cả nhà. Đồng giá cho mình luôn, 299.000 đồng. Đây cho các chị coi gần cái màu đen. Đen là 48 nè, cũng có hàng nút gỗ phía trước, cũng cái hoa văn này luôn. Mấy chị khác đem em hay giới thiệu là cành cây khô đó các chị nha. Cây khô không lá là cái này nè. Đó, nhìn nó giống như là khô và không có chiếc lá nào luôn á. Hoặc là có nhiều khách gọi là sang hô thì cũng được ha. Rồi, đen là 1248 nè. Còn em đang mặc vàng là 1247 nha. 65 cái độ về cho em là vừa luôn ạ. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm. Có gì bên em alo trực tiếp và tư vấn size cho mình sau ha. Một màu duy nhất không có màu thứ hai nha cả nhà. Tức là mỗi một màu như vậy là chị là mã số khác nhau. Ai mà muốn mua là 1247 màu à. Màu đen nha em là size. Màu đen là 1248. Màu vàng em đang mặc mới là 1247 nha. Nhanh tay đặt sớm, em đang sale là 299k cho mình nha. 40 cho tới 65 ký mặc vừa nha cả nhà.